Chương 1610, Đích Thân Tới Phi tiên giáo giá lâm bắc Uông Dương, bọn hắn chiếm cứ một vùng biển với tư cách bọn hắn phi tiên giáo tại nhân hoàng giới nơi trú quân. Một vùng biển này vốn là không ít yêu tộc đại giáo cương quốc cương thổ, bọn chúng bị phi tiên giáo chiếm lĩnh về sau, rất nhiều yêu tộc đại giáo cũng đã từng là chống cự qua, đáng tiếc, lại còn lâu mới là đối thủ của phi tiên giáo, cuối cùng, yêu tộc tan tác, bị phi tiên giáo truy kích đến liên tục lùi về phía sau, trốn ra cái này một mảnh khu vực phi tiên giáo cũng là hoàn toàn chiếm cứ cái này vùng biến phi tiên giáo cách làm cũng đưa tới rất nhiều chỉ trích rất nhiều tu sĩ rất nhiều đại giáo cương quốc đối với phi tiên giáo cử động lần này hết sức bất mãn nhưng là dùng phi tiên giáo cường đại cho dù rất nhiều người đối với nó có chỉ trích cũng là không cách nào rung chuyển nó mảy may trên thực tế tại hắc long vương tam thế cộng tôn phía trước phi tiên giáo lực ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng toàn bộ cửu giới, dù sao, bọn họ là ngũ đế truyền thừa, cũng chính bởi vì vậy, tại như vậy thời đại, phi tiên giáo tại cửu giới đều có bọn hắn ngoại hạt lãnh địa. Đây cũng là vì cái gì phi tiên giáo sẽ có cửu giới tổng sứ chức vị như vậy rồi. Trước đây chức vị này phi tiên giáo cường giả chính là thống quản những này ngoại hạt lãnh địa đấy. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, tại thiên lý tiên đế thời đại thời điểm phi tiên giáo đột nhiên rút đi cửu giới tất cả ngoại hạt lãnh địa, không có để lại bất cứ một người đệ tử nào, cũng chính là từ nơi này thời đại lên, phi tiên giáo đệ tử cũng lại rất ít tại cửu giới bên trong xuất hiện. Tất cả mọi người không biết tại dạng này một thời đại đã từng chuyện gì xảy ra, nhưng là phi tiên giáo dạng này cự vô phách đột nhiên tiêu biến, đây đối với cửu giới rất nhiều đại giáo truyền thừa tới nói. Đều là một chuyện tốt, ai nguyện ý chứng kiến bên cạnh mình tồn tại một cái cự vô phách truyền thừa đây? hiện tại phi tiên giáo lại một lần nữa hàng lâm, dùng bá đạo vô địch tư thái chiếm lĩnh một vùng biển, cái này khiến Bắc Uông Dương thậm chí là cả nhân hoàng giới tu sĩ cũng vì đó lo lắng, đặc biệt là đương phi tiên giáo tuyên bố muốn cùng trấn thiên hải thành liên minh thời điểm, đây càng là tóm động lên người trong thiên hạ trái tim. Tại một ngày này lên, vô số ánh mắt mật thiết chú ý phi tiên giáo động tỉnh, cũng có rất nhiều người chú ý đệ nhất hung nhân động tỉnh, bởi vì rất nhiều người đều muốn mượn đệ nhất hung nhân chi thủ đến đối kháng phi tiên giáo. Đặc biệt là Bắc Uông Dương rất nhiều đại giáo cương quốc. Liên quan tới đệ nhất hung nhân cùng Trấn Thiên thần nữ ái tình, tại Bắc Uông Dương đã sớm truyền đi xôn xao, hơn nữa truyền đi là như vậy chân thật, cũng không biết là có người cố ý truyền ra tin tức như vậy, hay là bởi vì chuyện tốt có người trợ giúp, tóm lại, tất cả mọi người biết, Lý Thất Dạ cùng Trấn Thiên thần nữ tại Thiên Đạo Viện thời điểm cũng đã là tự định chung thân mà bây giờ phi tiên giáo Long Ngạo Thiên cũng dám cùng đệ nhất hung nhân tranh giành nữ nhân, cho nên, rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi. Càng thêm nói chuyện say sưa, đều hướng náo nhiệt gom góp, hận không thể tận mắt thấy đệ nhất hung nhân cướp cô dâu hành động vĩ đại. Đương nhiên, Bắc Ung Dương rất nhiều đại giáo truyền thừa cũng là thập phần khát vọng chứng kiến đệ nhất hung nhân đối kháng phi tiên giáo chuyện như vậy, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, tại thiên hạ hôm nay, ngoại trừ đệ nhất hung nhân, đã không có người có thể đối kháng phi tiên giáo rồi. Đệ nhất hung nhân đến rồi. Đương Lý Thất giả mang theo khổng tước Minh Vương xuất hiện tại phi tiên giáo chỗ chiếm lĩnh vùng biến thời điểm, lập tức liền bị người phát hiện. Tin tức lập tức truyền ra ngoài, cùng tuyệt luân vô bị tốc độ truyền khắp Bắc Ung Dương. Muốn cướp hôn rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đại giáo cương quốc, rất nhiều tu sĩ cường giả đều chú ý đệ nhất hung nhân nhất cử nhất động thậm chí có đại giáo cương quốc không khỏi vì đó hưng phấn lên, bởi vì đệ nhất hung nhân cử động lần này đúng là bọn họ khát vọng nhất chứng kiến đấy, đệ nhất hung nhân thật sự đến rồi. Ta đã nói rồi, đệ nhất hung nhân là dạng gì nhân vật? Cửu thiên thập địa vô địch, khinh thường vạn cổ, hắn dạng này hung nhân sợ qua người nào? Long ngạo thiên tính là thứ gì, cũng dám cùng đệ nhất hung nhân đoạt nữ nhân, đệ nhất hung nhân nhất định sẽ giết hắn đấy có sùng bái đệ nhất hung nhân tu sĩ trẻ tuổi chứng kiến lý thất giả xuất hiện tại phi tiên giáo vùng biến thời điểm nhất thời là nhiệt huyết sôi trào như là điên cuồng đồng dạng nhưng là một ít tự nhận là xuất thân cao quý tu sĩ trẻ tuổi tự không đồng dạng có đại giáo tu sĩ trẻ tuổi cười lành nói đệ nhất hung nhân thật là cường đại nhưng cũng không nhìn long đế tử là nhân vật thế nào sau lưng của hắn chính là dạng gì chỗ dựa phi tiên giáo chính là thần hoàng vô số hoành kích tiên đế càng là không thiếu, hừ, vạn cổ đến nay, ai dám đối địch với phi tiên giáo. Đối địch với phi tiên giáo, tất nhiên không có kết cục tốt đấy. Vậy thì sao, Long Ngạo Thiên lại cao minh, cũng chỉ bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, bằng đạo hành của hắn, để nhất hung nhân nhất định chém hắn. Lý thất dạ người ủng hộ lập tức cười lạnh nói. Đừng đem lời nói được quá vẹn toàn. Sùng bái Long Ngạo Thiên tu sĩ tự không phục, lập tức lớn tiếng nói, lòng đế tử phi tiên thể đại thành, thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế vô song, tự là thế hệ trước đều khó có người có thế địch. Đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất, tiên thể đại thành tính là cái đế ấy, vạn cổ đến nay, tiên thể đại thành người, cho dù không có 100 vị cũng có 50 vị. Lý thất dạ người ủng hộ khinh thường nói. Long đế tử chính là tam thánh phong thái, tập ngũ đế sở trường, long ngạo thiên người sùng bái phản bác nói đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung. Lý thất dạ người ủng hộ chỉ dùng một câu dùng biểu đạt lý thất giả vô địch, biểu đạt lý thất giả độc nhất vô nhị. Long đế tử chính là 10 quan vương, độc chiến thiên hạ, 10 ngày 10 đêm bất bại. Chiến trăm vạn, trảm thần hoàng. Long ngạo thiên người sùng bái yên nguyên không phục, lớn tiếng nói. Đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung. Lý thất dạ người ủng hộ vẫn là chỉ có một câu, âm vang hữu lực ngươi long ngạo thiên người sùng bái bị một câu nói này tức giận đến run rẩy thật lâu nói không ra lời đệ nhất hung nhân một cái mười ba mệnh cung thành tựu đã ép tới cửu thiên thập địa là bất luận cái gì thiên tài đều ảm đạm phai mờ mặc kệ ngươi có được như thế nào thành tựu có được như thế nào huy hoàng nhưng là cùng mười ba mệnh cung cùng so sánh là như vậy không đáng giá được nhắc tới là như vậy ảm đạm phai mờ vạn cổ đến nay có không ít tiên đế cũng không ít tiên thể đại thành người, cũng có một số người độc chiến thiên hạ, nhưng là, 13 mệnh cung, vạn cổ duy nhất, chỉ có lý thất dạ một người mà thôi, thành tựu như vậy, cũng đã là đủ. Lúc này, lý thất dạ mang theo khổng tước minh vương đi vào phi tiên giáo vùng biến, chỉ thấy một vùng biển này chính là tiên khí dâng lên, khắp vùng biển chính là tiên vụ lượng lờ, tại đây tiên vụ bên trong có thể nhìn thấy trôi nổi tại thiên không cổ cát, cũng có thể chứng kiến ngừng tại trên biển thuyền lớn càng là có bạch ngọc cầu nối liền lấy cái hải vực này từng tòa lục địa bất kể là phi tiên giáo có phải hay không cường hành chiếm cứ một vùng biển này nhưng không thể không khiến người thừa nhận là phi tiên giáo trong thời gian ngắn ngủi đem một vùng biển này biến thành một mảnh tiên thổ cái này đủ từ một khía cạnh nhìn ra được phi tiên giáo tài nguyên là bực nào kinh thiên không nói khoa trương chút nào từ phi tiên giáo giữa ngón tay chảy ra một điểm tài nguyên cũng có thể làm cho một cái đại giáo cương quốc hưởng thụ vô cùng cái này là một môn ngũ đế truyền thừa nội tình, cái này là phi tiên giáo thực lực. Ken, Ken, Ken. Ở thời điểm này, từng đợt binh minh thanh âm vang lên, đương lý thất giả đi vào phi tiên giáo một vùng biển này thời điểm, phi tiên giáo các đệ tử đều như lâm đại địch, bất kể là phổ thông đệ tử cũng tốt, hay là trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng thế, đều thoáng cái tiếng nhập trạng thái chiến đấu. Phi tiên giáo mặc dù là được xưng vô địch, giữa cả thế gian không sợ tại bất luận kẻ nào, nhưng là, đương đệ nhất hung nhân đến thời điểm quản chi là phi tiên giáo dạng này cự vô phách, vẫn là như lâm đại địch. Đệ nhất hung nhân chiến tích, bọn hắn phi tiên giáo là lại biết rõ rành rành, gần đây là diệt bọn hắn thiên hỏa chiến hạm. Trước kia đã từng là trảm bọn hắn thần hoàng, trục xuất bọn hắn không gian thông đạo, thực lực như vậy không thể không khiến bọn hắn phi tiên giáo như lâm đại địch chứng kiến phi tiên giáo cùng đệ nhất hung nhân song phương là hết sức căng thẳng, chú ý thế cục này là bất luận cái gì tu sĩ, bất kỳ cái gì đại giáo cũng không khỏi vì đó ngừng thở, đương nhiên, có rất nhiều người ước gì đệ nhất hung nhân hiện tại liền hướng phi tiên giáo khai chiến. Thế nào, đây là các ngươi phi tiên giáo đạo đại khách sao? Nhìn xem phi tiên giáo như lâm đại địch, lý thất dạ nhàn nhã vừa cười vừa nói. Phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, như là đi dạo hậu hoa viên đồng dạng, thập phần thích ý tự tại. Bất kể có phải hay không là lý thất giả địch nhân, bất kể có phải hay không là nhìn lý thất giả không vừa mắt, nhưng là, chứng kiến đối mặt phi tiên giáo, để nhất hung nhân yên nguyên có thế đàm tiếu phong thanh, để cho thấy như vậy một màn rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó bồi phục, đổi lại chính bọn hắn đi đối mặt phi tiên giáo, chỉ sợ sẽ bị dọa đến rung chân. Lý thất giả cái này nhàn nhã bộ dáng, để cho phi tiên giáo cường giả trong khoảng thời gian ngắn là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đấy. Cũng không biết có động thủ hay không tốt. Long Ngạo Thiên sẽ xuất chiến sao? Thấy như vậy một màn, có tu sĩ không khỏi thì thào nói. Long Ngạo Thiên không tại, hắn mang theo phi tiên giáo không ít lão tổ cường giả đuổi theo giết trốn vào biển sâu hải quái đi. Có tin tức linh thông tu sĩ lắc đầu nói. Lý Thất Dạ, ngươi muốn làm gì? Cuối cùng ở đây một vị phi tiên giáo trưởng lão thật sâu hô hấp một hơi, trầm giọng mà hỏi thăm. Đối với phi tiên giáo tới nói, đây là một việc có chút khó mà tiếp nhận sự tình, cho tới nay, đều là bọn hắn phi tiên giáo tiếu ngạo thiên hạ, quét ngang bát phương. Bọn hắn phi tiên giáo lúc nào như thế như lâm đại địch quá. Mặc dù đối với tại phi tiên giáo tới nói có chút khó mà tiếp nhận, nhưng bọn hắn giờ này khắc này đã không dám vô lễ rồi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đối mặt đệ nhất hung nhân, trưởng lão cấp bậc tồn tại đã là không cách nào chống lại rồi, đối kháng chính diện đệ nhất hung nhân, phải dùng thần hoàng cấp bậc là cất bước. Không làm gì. Chỉ sợ Trấn Thiên Hải thành thành chủ đang tại các ngươi phi tiên giáo làm khách, ta vừa vặn muốn gặp lão bằng hữu của ta. Lý thất già dạ chậm rãi nói. Bá khí, đi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân mới mở miệng chính là muốn thấy Trấn Thiên thần nữ, cái này khiến đứng xa nhìn cường giả cũng không khỏi âm thầm khen một tiếng, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân dám ở phi tiên giáo trước mặt phách lối như vậy. Đối với lý thất giả yêu cầu, liền xem như phi tiên giáo trưởng lão cũng không khỏi vì đó trầm mặt một chút, nếu là người khác dám nhắc tới yêu cầu như vậy, bọn hắn phi tiên giáo nào chỉ là cự tuyệt, nói không chừng dưới cơn nóng giận sẽ đem đối phương trảm. Nhưng là, đối mặt đệ nhất hung nhân, đưa ra yêu cầu như vậy thời điểm phi tiên giáo trưởng lão cũng không thể không trầm mặt một chút. Chương 1611, Mộng Long Vương Hiện tại, liên quan tới đệ nhất hung nhân cùng tử thúy ngưng sự tình sớm tại Bắc Uông Dương truyền đi xôn xao, bọn hắn phi tiên giáo cũng có nghe thấy. Dạng này nghe đồn, đối với phi tiên giáo tới nói là thập phần bất lợi, dù sao, Trấn Thiên Hải Thành cùng phi tiên giáo thông gia, Tử Thúy Ngưng tương lai sẽ trở thành bọn hắn phi tiên giáo chủ mẫu, thậm chí là đế hậu, mà ở cái này trong lúc mấu chốt lại truyền ra đệ nhất hung nhân cùng Tử Thúy Ngưng đủ loại chuyện xấu, đây không phải là phi tiên giáo cam tâm tình nguyện nghe được. Mặc kệ những này chuyện xấu là thật hay giả, nhưng cái này cũng không phải một chuyện tốt, đối với bọn hắn phi tiên giáo tới nói, kết cục tốt nhất tựu là đệ nhất hung nhân hẳn phải chết. Nếu là cố nhân, vậy thì mời a à trầm mặt một hồi về sau, phi tiên giáo trưởng lão chậm rãi nói. Lý thất giả dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, chậm rãi nói, này mới đúng mà, đây mới là ngũ đế truyền thừa phong độ, ít nhất còn có chút tra dáng. Phi tiên giáo trưởng lão trầm mặt, không muốn đáp lại lý thất giả dạ lời nói như vậy. Phi tiên giáo vậy mà nhượng bộ rồi. Chứng kiến phi tiên giáo vậy mà đáp ứng đệ nhất hung nhân đi vào thấy tử Thúy Ngưng cái này khiến rất xa xôi xem tu sĩ cường giả cũng không khỏi chấn động. Cục diện như vậy tất cả mọi người không có nghĩ tới đấy, tất cả mọi người cho rằng phi tiên giáo sẽ ngăn cản đệ nhất hung nhân đi gặp tử Thúy Ngưng, mà đệ nhất hung nhân hẳn là đại khai sát giới. Hiện tại, phi tiên giáo vậy mà phục nhuyễn, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là chuyện bất khả tư nghị, phi tiên giáo hàng lâm bắc uông dương thời điểm, đó là bực nào bá khí, hạ lệnh để cho yêu tộc, hải quái nhượng xuất vùng biến, tại hải quái, yêu tộc không đồng ý dưới, lập tức dùng đánh tan tất cả tư thế đảng quét cái hải vực này thế lực. Có thể nói, phi tiên giáo hàng lâm tại thế, không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, cũng không sợ cùng bất luận kẻ nào là địch, lần này vậy mà tại đệ nhất hung nhân trước mặt chịu thua, cái này thật bất khả tư nghị. Hiện tại mọi người đều biết, đệ nhất hung nhân cùng trấn thiên thần nữ chính là tại thiên đạo viện tư định chung thân, tin tức này là thật hay giả đã không trọng yếu, quan trọng là trấn thiên thần nữ sắp sửa gả cho long ngạo thiên hết lần này tới lần khác tại phi tiên giáo cùng trấn thiên hải thành thông gia thời điểm đệ nhất hung nhân lại cường hành chen vào một chân xảy ra chuyện như vậy cái này đã đủ rồi chỉ cần đệ nhất hung nhân còn sống đầy đối với phi tiên giáo thanh danh đối với phi tiên giáo uy phong đều sẽ xuất hiện rất bất lợi ảnh hưởng đệ nhất hung nhân nha thế gian chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất hung nhân sẽ để cho phi tiên giáo làm ra nhượng bộ đi à nha có người không khỏi thì thào nói lúc này phi tiên giáo một vị đệ tử vì lý thất dạ dẫn đường lý thất dạ chỉ là nở nụ cười mang theo khổng tước minh vương đi bộ nhàn nhã đi vào phi tiên giáo vùng biến đối với bất luận kẻ nào tới nói phi tiên giáo nơi trú quân chính là đầm rồng hang hổ bất kỳ người nào muốn đối địch với phi tiên giáo bước vào phi tiên giáo nơi trú quân cái kia nhất định là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng là đệ nhất hung nhân lại hoàn toàn không quan trọng bộ dáng, can đảm như vậy, bất kỳ người nào cũng vì đó kính nể. So về lý thất giả thư giãn thích ý đến, ngược lại phi tiên giáo nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, phi tiên giáo là bất luận cái gì đệ tử cũng không dám có chút thư giãn, bọn họ đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, thủ vững cương vị, làm tốt tùy thời đều muốn chiến đấu trạng thái. Điều này cũng không có thể cách phi tiên giáo đệ tử như lâm đại địch. Đệ nhất hung nhân uy danh quá mức hiển hách, mọi người đều biết hắn giết được quá nhiều người, hai tay của hắn dính đầy máu tươi. Đối mặt loại này một lời bất hòa cũng có thể diệt cả tộc hung nhân, phi tiên giáo đệ tử có thể không cẩn thận từng ly từng tí sao. Bọn hắn cũng không muốn như phía trước không lâu thiên hỏa chiến hạm bên trên đệ tử đồng dạng, bị sắc vụn kẹp lại thành vụn thịt, thi cốt không còn. Rất nhanh, phi tiên giáo đệ tử đem lý thất dạ dẫn tới một tòa cổ các phía trước dừng lại, cái này một tòa cổ các dựng lại trên không trung, đám mây nâng đỡ, cùng lúc đó, cái này một tòa cổ các bị tầng tầng trọng binh gác lấy, mà gác lấy tòa này cổ các không phải phi tiên giáo đệ tử, mà là trấn thiên hải thành cường giả. Lý công tử, ta chỉ có thể mang ngươi đến tận đây rồi. Phi tiên giáo đệ tử đem Lý thất giả đưa đến nơi này về sau, tự yên lặng lui xuống. cái này là phi tiên giáo trưởng lão chỗ cao minh, hắn không cùng Lý thất giả xung đột chính diện nhưng là đem cái này phỏng tay vấn đề ném cho Trấn Thiên Hải Thành, hiện tại Lý Thất Dạ có thể hay không nhìn thấy Tử Thúy Ngưng, cái kia chính là nhìn Trấn Thiên Hải Thành thái độ. Tại Phi Tiên giáo trưởng lão xem ra, Long Ngạo Thiên cùng Tử Thúy Ngưng ở giữa hôn sự, đã là hai phái lão tổ định ra tới sự tình, hơn nữa là cấp bậc cao lão tổ định ra tới sự tình, chuyện này là bất luận kẻ nào đều không cải biến được đấy. Cho nên, Phi Tiên giáo trưởng lão trong lòng là thập phần có lòng tin cho dù đệ nhất hung nhân muốn phá hoại hai phái thông gia, đó cũng là chuyện không thể nào. Cái này khiến phi tiên giáo trưởng lão có lực lượng cũng có gan dạ sáng suốt mà để cho đệ nhất hung nhân thấy tử thúy ngưng, cách làm như vậy, không chỉ là tránh cho xúc động, cũng là đem trấn thiên hải thành lôi xuống nước. Nếu phi tiên giáo muốn cùng trấn thiên hải thành thông gia rồi, như vậy, trấn thiên hải thành cũng phải cùng bọn họ phi tiên giáo cùng nhau đối phó đệ nhất hung nhân địch nhân như vậy. Người đến người phương nào, dừng lại. Đương lý thất dạ người đi về hướng cái này của các thời điểm, Trong coi cái này của các tầng tầng trọng binh lập tức là như lâm đại địch, trong nháy mắt binh khí nhắm ngay lý thất dạ. Trên thực tế, lúc này thủ tại chỗ này Trấn Thiên Hải thành cường giả đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng biết đối mặt mình là người phương nào rồi, nhưng là, bọn hắn Trấn Thiên Hải thành tuyệt đối không có khả năng để cho đệ nhất hung nhân thấy tử Thúy Ngưng. Bọn hắn trọng binh thủ tại chỗ này, không phải phải bảo vệ tử Thúy Ngưng, mà là ngăn cản bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc tử Thúy Ngưng. Trên thực tế, dùng tử Thúy Ngưng thực lực, cũng căn bản không cần những cường giả này bảo hộ, những cường giả này chẳng qua là nghe theo dịp cửu châu mệnh lệnh, tại phi tiên giáo cùng Trấn Thiên Hải thành thông gia phía trước, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ chuyện gì, lại càng không cho phép bất luận kẻ nào tiếp xúc tử Thúy Ngưng. Đương nhiên, ngay từ đầu dịp cửu châu cũng không có là vì đối phó đệ nhất hung nhân, hắn cử động lần này làm tới là phòng ngừa trấn thiên hải thành cái khác không phục quản giáo cường giả âm thầm liên lạc tử thúy ngưng. Dùng cái này đến đoạt quyền. Nếu như nói, Diệp Cửu Châu biết rõ đệ nhất hung nhân muốn tới, chỉ sợ hắn là tự mình hộ giá rồi. Chó ngoan không cản đường. Lý thất dạ nhìn thoáng qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Trấn Thiên Hải thành đệ tử, vừa cười vừa nói. Vừa lúc đó, gác trọng binh bên trong đi ra một vị thanh niên, vị thanh niên này áo rộng nón cao, toàn thân quan mang đằng đằng, vương khí trùng thiên, khí thế rất mạnh. Lý đạo hữu, chúng ta thành chủ không tiếp khách, mời trở về đi. Người thanh niên này khí thế cực kỳ cường đại, quản chi là đối mặt đệ nhất hung nhân. Hắn cũng không nhượng bộ. Mộng Long Vương, dịp cửu châu đắc ý nhất môn đồ. Đương người thanh niên này xuất hiện thời điểm, đứng xa nhìn rất nhiều tu sĩ cường giả đều thoáng cái nhận ra lai lịch của hắn mộng long vương nha thực lực cực kỳ cường đại tuổi còn trẻ cũng đã là tiên thể trung thành rồi càng là tu luyện trấn thiên hải thành bất thế chi thuật chỉ tiếc tại trấn thiên hải thành có trấn thiên thần nữ dạng này vô song thiên tài hắn nhất định là ảm đạm phai mờ có biết rõ mộng long vương chi tiết bắt uông dương cường giả không khỏi hơi xúc động nói trước mắt vị thanh niên này gọi mộng long vương là dịp cửu châu đắc ý môn đồ thành tựu của hắn rất cao đáng tiếc có tử thúy ngưng tại hắn nhất định là một cái bi kịch không có biện pháp trở thành trấn thiên hải thành thành chủ có gặp hay không không phải ngươi định đoạt cũng không phải nàng định đoạt lý thất dạ nhìn mộng long vương một cái bình thản nói ta nói gặp vậy thì nhất định phải gặp ngươi mộng long vương nhất thời sắc mặt khó coi tới cực điểm tại bắc uông dương đối mặt bọn hắn trấn thiên hải thành lại còn có người dám như thế hung hăng bá đạo cái này đích xác là để cho mộng long vương có chút nuốt không trôi một hơi này. Tuy nhiên hắn cũng biết đệ nhất hung nhân hung danh bên ngoài, không phải dễ trêu, nhưng là, hắn trấn thiên hải thành cũng giống vậy không dễ chọc, huống chi, sư phụ của hắn là Diệp Cửu Châu, sư tổ của hắn là Cố Tôn. Lý thất dạ, mọi sự cũng phải có một cái hạn độ, không cần quá mức hùng hổ dọa người, cửu giới tuy lớn, nhưng là, chắc chắn sẽ có gặp lại thời điểm, làm người không cần không cho mình lưu đường lui. Cuối cùng, mộng trấn thiên thật sâu hít thở một cái, quản chi hắn biết rõ đệ nhất hung nhân rất mạnh, nhưng, hắn cũng không muốn cúi đầu chịu thua, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Không cần cho ta giảng đạo lý lớn. Lý thất giả vừa cười vừa nói, con người của ta tự là không nói đạo lý, ta đến tới năm, nếu như không nhường đường, ta tự tiêu diệt các ngươi. Lý thất giả lời nói như vậy để cho Trấn Thiên Hải thành đệ tử đều sắc mặt khó coi tới cực điểm bọn hắn cũng không khỏi nhìn hầm hầm lý thất dạ trong lòng bọn hắn đều là lửa giận ứa ra bọn hắn có thể không phẫn nộ sao bọn hắn giàu gì cũng là có phân lượng cường giả lại bị một cái vãn bối nhìn tới như sâu kiến cái này khiến bọn hắn giận đến phát điên tốt lý thất dạ ta muốn lãnh giáo một chút ngươi tuyệt thế chi thuật mộng long vương cũng không có đường lui có thể đi hoặc là tự là nhường đường hoặc là tự là cùng chết hắn thâm thụ sư tôn sự phó thác bất luận như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngoại nhân gặp thành chủ. Ngươi không phải đối thủ của hắn, lui ra đi. Lúc này, tử thúy ngưng xuất hiện tại trên lầu cát, nàng trầm giọng nói. Mộng Long Vương nghe được tử thúy ngưng lời nói, không khỏi do dự một chút, hắn không lên tiếng, tự đứng ở nơi đó. Đang tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn không tiện cãi lời tử thúy ngưng mệnh lệnh, dù sao, tử thúy ngưng là trấn thiên hải thành thành chủ tử Thúy Ngưng xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Nàng phong thái như trước, tao nhã tuyệt thế, tự như là bích ba tiên tử, biển lớn nữ thần. Lúc này tử Thúy Ngưng mặt không cười, thần thái lạnh lùng, nàng bây giờ bị dịp cửu châu bọn hắn cướp mất quyền lực, nói không dễ nghe một điểm, không sai biệt lắm là tương đương bị giam lỏng, thân bất như kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đứng xa nhìn tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người muốn nhìn một chút này một trang chuyện xấu ân oán sẽ kết cục như thế nào cái này cũng không tệ lắm chứng kiến tử thúy ngưng lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói nha đầu đi thôi ta mang ngươi rời đi tử thúy ngưng không khỏi cười khổ một cái nhẹ nhàng mà lắc đầu nói lý huynh có một số việc tạm thời cũng là không cách nào giải quyết ta cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp mong rằng lý huynh thứ lỗi đây cũng không phải là tử thúy ngưng không muốn cùng lý thất dạ đi nàng đương nhiên không muốn gả cho long ngạo thiên rồi nhưng là hiện tại bọn hắn cái này nhất mạch tất cả lão tổ tiểu hải thôn tất cả nguyên lão đều bị khóa tại hắc long sảnh toàn bộ trấn thiên hải thành đều bị diệp cửu châu nắm ở trong tay nếu như nàng thật sự rời đi vậy thì thật sự như diệp cửu châu ý nguyện cho nên tử thúy ngưng nàng phải lưu lại chỉ cần nàng đã có thời cơ nàng chắc chắn sẽ phản kích diệp cửu châu bọn hắn Chương 1612, Minh Vương bất động. Đối với tử thúy ngưng lời nói, Lý Thất già chỉ là nở nụ cười, thái độ kiên định, nói, ngươi phải theo ta đi. Lý Huynh, mong rằng ngươi có thể thông cảm. Tử thúy ngưng đương nhiên minh bạch, Lý Thất Dạ đến mang nàng đi cũng không phải là cái gì nhi nữ chi tình, càng không phải là như ngoại giới trong truyền thuyết như vậy, hắn không phải là vì cướp cô dâu mà đến, hắn là hướng về phía cố tôn mà đến. Điểm này, Tử Thúy Ngưng hết sức rõ ràng, nàng cũng là muốn đối kháng cố tôn, nhưng là, nàng đang đối kháng với cố tôn đồng thời, còn muốn bảo toàn trong tông môn lão tổ. Còn muốn bảo toàn trấn thiên hải thành đệ tử. Nên giải quyết, ta sẽ giải quyết. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi là hy vọng ta là đồ sát phi tiên giáo đấy, hay là hy vọng ta đồ sát trấn thiên hải thành. Lời này vừa ra, Bất luận là ở đây phi tiên giáo đệ tử hay là trấn thiên hải thành cường giả, cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Bọn họ đều là vô địch cửu thiên thập địa truyền thừa, hiện tại đến đệ nhất hung nhân trong miệng, giống như bọn họ là trở thành tùy tiện bị người nghiền sát sâu kiến. Này làm sao không cho bọn hắn phẫn nộ đây? Lý Thất Dạ lợi như vậy, để cho Tử Thúy Ngưng không khỏi trầm mặc một chút. Người khác không hiểu Lý Thất Dạ, nhưng nàng hiểu, nàng minh bạch. Lý thất dạ không phải cái loại này xuất khẩu cùng ngôn người, lý thất dạ không phải cái loại này cùng vọng vô tri người, hắn là nói được làm được, hắn nói là huyết tẩy, nhất định là huyết tẩy, hắn nói là đồ sát, tuyệt đối là đồ sát, bởi vì hắn là lý thất dạ. Tốt, nếu Lý Huynh như thế yêu cầu, ta theo Lý Huynh đi là được. Cuối cùng, tử thúy ngưng thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng nói. Ở thời điểm này, phản kháng cố tôn, dịp cửu châu, Nàng không thể không điều chỉnh sách lược Lý thất giả ra tay Hoặc là có thể từ một phương hướng khác Đến đột phá cố tôn cùng dịp cửu Châu đối trấn thiên hải thành nắm giữ Đệ nhất hung nhân tựu là đầy đủ bá khí Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân Đều nguyện ý đi theo nam nhân như vậy đi Chứng kiến tử thúy ngưng vậy Mà nguyện ý cùng đệ nhất hung nhân đi Cái này khiến rất nhiều đứng xa Nhìn tu sĩ cường giả hiểu lầm tử thúy ngưng ý tứ Không khỏi cảm khái nói Tử Thúy Ngưng lời này vừa ra, để cho Mộng Long Vương nhất thời sắc mặt đại biến, chức trách của hắn là không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc Tử Thúy Ngưng. Hiện tại nếu như nói Tử Thúy Ngưng phải ly khai mà nói, hắn nào chỉ là cô phụ hắn sư tôn phó thác. Thành chủ, chúng ta Trấn Thiên Hải thành tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Mộng Long Vương lập tức lớn tiếng nói. Tử Thúy Ngưng chỉ là bình thản nhìn Mộng Long Vương liếc mắt một cái đương nhiên biết rõ hắn nghĩ cái gì nàng lạnh nhạt nói ngươi không phải là đối thủ của lý công tử cho dù không phải là đối thủ chúng ta trấn thiên hải thành yên nguyên có thế một trận chiến với tư cách trấn thiên hải thành đệ tử tuyệt đối sẽ không lùi bước mộng long vương âm vang hữu lực nói bất luận như thế nào hắn cũng không thể không hề chống cự mà để cho đệ nhất hung nhân mang đi tử thúy ngưng nếu không hắn tựu không cách nào hướng sư tôn giao phó vậy thì thành toàn ngươi giết bọn hắn lý thất dạ đã cắt đứt mộng long vương cái kia âm vang hữu lực lời nói phân phó bên người hóa thành gã sai vặt khổng tước minh vương nói xuất chiến mộng long vương cũng biết không cách nào kết thúc yên lành hắn quát chói tai một tiếng hắn cũng chỉ có một trận chiến không chiến đã trốn mà nói hắn không cách nào đối mặt chính mình sư tôn keng 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 trong nháy mắt này canh giữ ở cái này của các tất cả cường giả đều trong nháy mắt đau kiếm ra khỏi vỏ, huyết khí như hồng, khí tức túc sát trong nháy mắt tràn ngập. Giết, giờ này khắc này, khổng tước minh vương không có chút nào do dự, quát một tiếng, nhảy vọt lên trời, như phi phượng trong mây, ra tay chính là chiêu thức xâm la, từng chiêu từng thức hạ xuống thời điểm, trảm lạc nhật, xạ minh nguyệt, hào quang rực rỡ, quy động bát phương, thập phần hung mảnh cường hãn. Phanh, phanh, phanh. Một trận nước vỡ thanh âm vang lên, đón lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, những này mặc áo giáp, cầm binh khí cường giả căn bản ngăn không được khổng tước minh vương. Trong thời gian ngắn ngủi bị nàng đánh giết đến sụp đổ. Khổng tước minh vương chính là Minh Châu Thành thành chủ, đã nhận được Minh Châu Thành kế thừa, lại là có lỗ trưởng tôn chỉ điểm, đạo hành của nàng tại Trấn Thiên Hải Thành tuyệt đối là sắp xếp bên trên danh hào đấy chứng kiến chính là một cái gã sai vặt sẽ đem trấn thiên hải thành cường giả giết được như hoa rơi nước chảy, cái này khiến rất nhiều người nhìn đến đều thất kinh, liền gã sai vặt đều cường đại như vậy, Đệ nhất hung nhân bên người không khỏi là quá mức tàn long ngọa hổ a, à. thực lực như vậy, đặt tại bất kỳ chỗ nào đều là có thể xưng bá một phương nhân vật. Bây giờ lại tại đệ nhất hung nhân bên người làm một tên sai vặt, cái này không khỏi là quá bá khí đi à nha. Chớ có càng rỡ. Lúc này, Mộng Long Vương không thể không xuất chiến, hắn hét lớn một tiếng, nhảy vọt lên trời, nhất thời là toàn thân phúng dũng ra quan mang, rực rỡ hào quang sáng chói trong nháy mắt bao phủ ở khổng tước Minh Vương. Tất cả quan mang oanh bắn mà đến, có thể xuyên thấu hết thảy, có thể trong nháy mắt đem người đánh thành cái sàn, nhưng là khổng tước Minh Vương quát một tiếng, trên người là thần hoàng bao phủ, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chặn Mộng Long Vương cái kia oanh bắn tới quan mang. Nhưng là, ông một tiếng, mộng long vương trên người quan mang trở nên càng thêm sáng chói, càng thêm rực rỡ, trong nháy mắt hoàn toàn mờ mịt, vô cùng vô tận quan mang thoáng cái đem khổng tước minh vương bao phủ, khổng tước minh vương thoáng cái biến mất tại mảnh này quan mang biến cả bên trong. Mộng long vương trên người quan mang thật sự là quá mức sáng chói rực rỡ rồi, đường rất nhiều người chứng kiến mảnh này mênh mông quan hải thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn là thần hồn chập chờn. Giống như hồn phách của mình muốn xuất khiếu bay ra ngoài đồng dạng đây là trấn thiên hải thành thần mang chi thuật. Không nên đi nhìn hắn quang mang, bằng không thì sẽ đem ngươi chiếu ngốc đấy. Có trưởng bối lập tức nhắc nhở vãn bối của mình, thoáng cái vì vãn bối hộ đạo. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, không ít tuổi trẻ tu sĩ cũng không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liếc mắt nhìn tia sáng này đều sẽ thất thần, nếu như vậy quan hải trực tiếp đánh vào trên người của mình, đây chẳng phải là thoáng cái đã mất đi hồn phách, thoáng cái biến thành kẻ đần. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại rất nhiều người đối mộng Long Vương thần mang chi thuật kinh hải thời điểm, khổng tước Minh Vương đã xé rách quan hải. Một kích đem mộng Long Vương đánh cho thổ huyết. Khổng tước Minh Vương thế nhưng mà có bất động câu chuyện, mộng Long Vương thần mang chi thuật tuy nhiên có thể kéo người hồn phách, nhưng là lại không làm gì được khổng tước Minh Vương mảy may. Mở, bị đánh đến thổ huyết mộng Long Vương sắc mặt đại biến, thái dương thể bộc phát, với tư cách tiên thể trung thành hắn, một khi bộc phát thái dương thể thời điểm, toàn bộ không gian thoáng cái trở nên cực nóng, ở thời điểm này, hai tay của hắn lật một cái, lấy ra một mặt thần kính. Ông, một tiếng vang lên, mộng long vương thái dương chi hỏa trong nháy mắt là dung nhập thần kính bên trong. Thần kính trong nháy mắt lao ra vần sáng, cái này vần sáng như là hồng thủy đồng dạng, kẹp lấy bẻ gãy nghiền nát quy lực trùng kích hướng khổng tước minh vương. Phải biết, trung thành tiên thể đã đầy đủ cường đại rồi, Liên thể lực lượng dung nhập cái này vì mộng long vương lượng thân chế tạo thần kính bên trong, cái này thần kính trùng kích mà ra vần sáng uy lực mạnh mẽ là có thể tưởng tượng được. Phanh một tiếng, tại như thế bẻ gãy nghiền nát uy lực dưới, khổng tước minh vương cũng nhận được trùng kích, bị vần sáng xông đến bay ra ngoài. Nhưng là, ngay giữa thạch hỏa điện quang này, khổng tước minh vương trước ngực tiểu tháp sợi dây chuyền là sáng lên một cái, khổng tước minh vương trong chớp mắt này không còn bảo lưu thực lực của mình. Thu một tiếng vang lên, khổng tước vang lên, khổng tước minh vương sau lưng trong nháy mắt hiện lên ngũ quan thập sắc, đường cái này ngũ quan thập sắc sáng lên thời điểm, tự như khổng tước xuề đuôi đồng dạng. Vù một tiếng, cái này khổng tước xuề đuôi đồng dạng ngũ quan thập sắc trong nháy mắt một xuyến, thoáng cái chặn đánh thẳng tới vần sáng. Khổng tước minh vương, chứng kiến dạng này ngũ quan thập sắc, mộng long vương lập tức biết đối mặt mình là người nào rồi. Hắn quát to một tiếng, đã muôn. Khổng tước Minh Vương quát một tiếng, cái kia như khổng tước Bình Phong ngủ quan thập sắc đè xuống, đường cái này Bình Phong đè xuống thời điểm, tự như là thương thiên trấn áp xuống đồng dạng, kẹp lấy làm cho không người nào có thể chống cự lực lượng, tại dạng này lực lượng dưới, Tựa hồ bất kỳ vật gì cũng có thể bị nghiền nát. Phanh một tiếng, giờ này khắc này Mộng Long Vương cũng ngăn không được khổng tước Minh Vương khổng tước Bình Phong chi uy, thần kính nứt vỡ, ba một tiếng, hắn bị trấn áp đến từ không trung té rớt xuống. Nhưng là... Hắn còn không có đứng lên, tự là phanh một tiếng, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hắn đạp lên, nhất thời để cho hắn không thể động đậy, tại dạng này dưới chân, hắn cảm giác tự như bị một tòa thiên ngoại thần phong đè lên đồng dạng, liền xoay người cơ hội đều không có. Ngươi, chứng kiến dẫm trên người mình chính là lý thất dạ, mộng long vương vừa sợ vừa giận, sắc mặt đỏ lên, bị người giẫm nát dưới chân đây đối với hắn tới nói chính là vô cùng nhục nhã mộng long vương giữa lúc nổi giận không khỏi lớn tiếng nói với khổng tước minh vương minh vương ngươi thế nhưng mà trấn thiên hải thành đệ tử cấu kết ngoại nhân đây chính là tội chết khổng tước minh vương chỉ là lạnh lùng nhìn mộng long vương một cái không để ý tới hắn một câu đều không nói chứng kiến một màn này rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái khổng tước minh vương chính là trấn thiên hải thành chúa tể một phương nàng làm sao lại cùng lý thất dạ đi cùng một chỗ thậm chí là đối địch với trấn thiên hải thành trong khoảng thời gian ngắn cái này dẫn tới rất nhiều người vì đó mơ màng lý thất dạ nhìn xem dưới chân mộng long vương vừa cười vừa nói ta là một cước đem ngươi giết chết đấy hay là cho ngươi lưu một cái mạng cho ngươi cho dịp cửu châu cố tôn chuyển lời lý thất dạ muốn đánh muốn giết ngươi cứ tự nhiên chúng ta trấn thiên hải thành người tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ, ta nếu là nhíu mày một cái, cũng không phải là một cái hán tử. Mộng Long Vương lớn tiếng nói, có chút kiên cường. Phải không? Lý thất dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nói, này cũng đưa tới hứng thú của ta, ta ngược lại thật ra muốn tra tấn thoáng một phát ngươi, nhìn ngươi có phải hay không thật sự có như thế kiên cường. Lý đạo hữu, tha cho người được nên tha. Vừa lúc đó, một cái thanh âm già nua vang lên lúc này tại phi tiên giáo một phương này một vị lão giả ra mặt vị lão giả này bên người có mấy vị trưởng lão tiếp đón vị lão giả này mặc dù là tóc trắng xóa nhưng là một đôi mắt lại âm dương sáng tắt vạn đạo diễn sinh khi hắn hướng trên thân người liếc mắt nhìn thời điểm quản chi là đại hiền cấp bậc nhân vật cũng không khỏi trong lòng phát lạnh lão giả này quá cường đại phi tiên giáo lão tổ Chủ trì lần này Hàng Lâm Bắc Uông Dương ra lệnh thi số lão tổ, là một vị hoành thế thần hoàng. Chứng kiến vị lão tổ này, có đại giáo giáo chủ sắc mặt đại biến. Nói: Lần này Phi Tiên giáo Hàng Lâm Bắc Uông Dương, ngoại trừ Long Ngạo Thiên bên ngoài, chính là do vị lão tổ này ra lệnh thi số, Phi Tiên giáo chiếm lĩnh một vùng biển này thời điểm, không biết có bao nhiêu chống cự yêu tộc đại nhân vật là chết thảm tại vị này lão tổ trong tay, cho nên bắt Ung Dương rất nhiều cường giả chứng kiến vị lão tổ này, đều biến sắc. Chương 1613, bắn phá. Phi tiên giáo lão tổ đến, để cho rất nhiều người đứng nhìn cũng không khỏi vì đó nín thở, tất cả mọi người muốn nhìn một chút trận sóng gió này đến tột cùng sẽ như thế nào xong việc. Người trong thiên hạ cũng biết, đệ nhất hung nhân là người tuyệt đối sẽ không lùi bước, hắn cũng tuyệt đối không phải loại người sợ phiền phức, quản chi là đối mặt phi tiên giáo, hắn cũng giống vậy là không chỗ nào kiên kỵ, cho nên, bây giờ nghĩ để cho đệ nhất hung nhân nhượng bộ đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà phi tiên giáo, muốn nhượng bộ đó cũng là chuyện không thể nào. Bọn hắn tương lai chủ mẫu cứ như vậy bị đệ nhất hung nhân cướp đi, nếu như nói, ở thời điểm này phi tiên giáo nhượng bộ mà nói, cái này khiến phi tiên giáo mặt mũi mất hết, bọn hắn phi tiên giáo uy danh mất hết phát sinh như vậy thiên đại sự tình, nếu như phi tiên giáo không đem đệ nhất hung nhân lưu lại, hoặc là đem đệ nhất hung nhân chém giết, bằng không, cái này sẽ dao động phi tiên giáo vô địch uy danh. Tha cho người, ngươi thì tính là cái gì? Lý thất dạ nhìn hắn một cái, nói, ta muốn giết người, còn chưa tới phiên các ngươi phi tiên giáo đến vung tay múa chân. Nghe được đệ nhất hung nhân lời như vậy. Tất cả đứng xa nhìn người đều không khỏi cười khổ, Đệ nhất hung nhân tựu là đệ nhất hung nhân, trừ hắn ra, còn có ai dám như thế đối phi tiên giáo hoành thế thần hoàng nói như vậy? Đây chính là chân chính hoành thế thần hoàng nha, đây chính là xuất thân từ phi tiên giáo hoành thế thần hoàng, đây không phải bình thường hoành thế thần hoàng có thể sánh được. Cứ như vậy một tôn hoành thế thần hoàng lại trước mặt người trong thiên hạ bị đệ nhất hung nhân như thế nhục nhã, đừng nói là phi tiên giáo hoành thế thần hoàng liền xem như dân gian xuất thân hoành thế thần hoàng đều không thể nuốt xuống cái này một hơi. Cho nên, lý thất giả thốt ra lời này, phi tiên giáo lão tổ nhất thời ánh mắt mãnh liệt, tuy nhiên hắn không có cuồng nộ, nhưng, hắn cũng khó mà nuốt được một hơi này, hắn dậm chân một cái là có thể để cho bắt uông dương run rẩy. bao nhiêu người đối với hắn là nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay hắn bị lý thất giả làm nhục như vậy, hắn có thể nuốt được cơn tức này sao? Bất quá, vị này phi tiên giáo lão tổ vẫn là giữ vững phong độ cũng không có lập tức bảo nổi hắn trầm giọng nói lý đạo hữu cùng ta phi tiên giáo là địch đối địch với trấn thiên hải thành đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt nếu là ngươi cố ý mà làm thiên hạ tuy lớn chỉ sợ là không nơi sống yên ổn há ta đã biết lý thất già tùy ý mà nở nụ cười nói được rồi các ngươi phi tiên giáo có bản lãnh gì xử hết ra a à? nếu như các ngươi ngăn không được bước tiến của ta hôm nay ta sẽ đem các ngươi cái nơi trú quân này tận diệt rồi lý thất dạ lời này vừa ra tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh lời này đầy đủ bá khí bá khí đến không gì sánh kịp phi tiên giáo hàng lâm bắt uông dương bỏ ra không nhỏ khí lực mới từ yêu tộc hải quái trong tay cướp được một vùng biển này hiện tại đệ nhất hung nhân tựu mở miệng muốn đem nơi này cho đạp phóng nhãn thiên hạ còn có ai có thể làm được tự là khí thế hung hăng hải quái thiên tài hải lân đều bị giết được chạy trốn tứ phía. Tốt, nếu là như thế, chúng ta phi tiên giáo muốn lĩnh giáo ngươi tuyệt học. Phi tiên giáo lão tổ quát chói tai một tiếng, ở thời điểm này, bọn hắn phi tiên giáo tuyệt đối không có khả năng lùi bước, nháo đến một bước này, không phải bọn hắn tử, chính là đệ nhất hung nhân vong, nếu không, bọn hắn phi tiên giáo dựa vào cái gì uy hiếp cửu giới. Oanh, oanh, oanh ngay tại phi tiên giáo lão tổ lời nói vừa dứt thời điểm, một trận tiếng oanh minh vang lên. Trong vùng biển này dâng lên từng mặt tinh bích, đường cái này từng mặt toàn bộ bay lên thời điểm, đem mặt này vùng biến tạo thành vòng vây, đường tinh bích sáng lên thời điểm, trong nháy mắt đem một vùng biển này bao phủ. Ông, một tiếng, cái này từng mặt tinh bích ở thời điểm này phù vang lên tiên đế ấn ký, hiện lên tiên đế phù văn, trong chớp mắt tràn ngập khí tức thần thánh, từ hồ cái này từng mặt tinh bích chính là vô thượng thần tượng đồng dạng. Ở thời điểm này, từng mặt tinh bích xuất hiện vô số chùm tia sáng, những chùm sáng này ở trong chớp mắt, toàn bộ phóng đến tại cái hải vực này bên trong tất cả phi tiên giáo đệ tử trên người. Tranh, tranh, tranh. Từng đợt thần binh tiếng kêu to vang lên, ở thời điểm này chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra, một vùng biển này phi tiên giáo đệ tử vậy mà tất cả đều phủ thêm thần giáp, trong tay bọn họ binh khí tản mát ra thần tính, quy lực thoáng cái tăng vọt, mà thân thể của bọn hắn đã bị lực lượng cường đại chèo chống, thoáng cái trở nên cao to. Trong khoảng thời gian ngắn, phi tiên giáo các đệ tử đều biến thành cự nhân, đương dạng này một đám cự nhân đứng ở nơi này một vùng biển bên trong lúc, tự như là trời giáng chư thần đồng dạng, tự hồ chư thần giá lâm, trấn áp cửu thiên thập địa. Nhìn xem phi tiên giáo các đệ tử thoáng cái biến thành cự nhân, các đệ tử đều tản mát ra khí tức thần thánh cái này khiến đứng xa nhìn vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh phi tiên giáo đệ tử thoáng cái biến thành đỉnh thiên lập địa thần linh đây là đáng sợ cỡ nào sự tình như thế thủ đoạn cũng chỉ sợ chỉ có phi tiên giáo mới có thể có đây là vật gì chứng kiến tất cả phi tiên giáo đệ tử tự như có thể trấn áp toàn bộ bắc ung dương liền xem như đại giáo lão tổ đều trong nội tâm phát lạnh oanh oanh Oanh. Lúc này từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tất cả phi tiên giáo đệ tử hướng lý thất dạ vây quanh mà đến, bọn hắn lấp kín lý thất dạ đường lui, bốn phương tám hướng đều bị bọn hắn phong tỏa ngăn cản, bọn hắn phi tiên giáo tuyệt đối không cho phép lý thất dạ đào tẩu, cuộc chiến tranh này, không phải ngươi tự chính là ta vong. Nhìn xem cái này tựa như một đám thần linh phi tiên giáo đệ tử phong tỏa cửu thiên thập địa, tất cả đứng xa nhìn cường giả cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, trận thế như vậy, chỉ sợ khó có người có thể giết ra một đường máu. Lý thất dạ, trừ phi ngươi là tiên thể đại thành, hoặc là có được truyền kỳ thần hoàng thực lực. Nếu không, hôm nay ngươi mơ tưởng từ nơi này toàn thân trở ra. Lúc này, phi tiên giáo lão tổ chính là đế binh nơi Tây, lạnh lùng nói. Nói giết chết đệ nhất hung nhân, phi tiên giáo lão tổ cũng không có lực lượng, nhưng là, hắn muốn mượn thực lực như vậy đến làm cho đệ nhất hung nhân nhượng bộ phải không? Lý thất già dạ chỉ là tùy ý cười cười, nhìn nhìn trên biển bay lên cái kia từng mặt tinh bích, nói, bá diệt thần tường, thứ này mặc dù là xuất từ bá diệt tiên đế trong tay, đáng tiếc, tuế nguyệt quá xa xưa rồi, các ngươi phi tiên giáo không biết dùng bao nhiêu lần, các ngươi cảm thấy những... Này bá diệt thần tường còn có thể phát huy năm đó mấy thành uy lực đây. Có thể giữ ngươi lại, như vậy đủ rồi. Phi tiên giáo lão tổ trầm giọng nói, nếu như lý đạo hữu hai người hiện tại ly khai còn kịp nếu không cùng ta phi tiên giáo là địch xa đâu cũng giết đối địch với ta xa đâu cũng giết lúc này phi tiên giáo các đệ tử hét lớn khi bọn hắn hét to một tiếng âm thanh rung thiên địa uy hiếp thập phương cái này hét lớn thanh âm dao động lấy bắt ung dương giống như là vô số thần linh hét lớn đồng dạng tại dạng này thần quát dưới không biết có bao nhiêu người vì đó choáng váng hai chân như nhũn ra. Đối mặt dạng này uy hiếp, đạo hạnh cạn người, còn chưa chiến đều đã tâm e sợ, căn bản là không cách nào chống lại. Cũng tốt, liền để ta đại khai sát giới A. Nhìn xem phi tiên giáo tất cả đệ tử tự như là hóa thành thần linh, uy hiếp bát phương, lý thất dạ lộ ra nồng đầm tiếu dung. Lời nói vừa dứt, lý thất dạ trong tay đã là mang theo tinh vũ 18 pháo rồi, răng rắc một tiếng vang lên, Lý thất giả đem một khỏa long viêm tụ do khảm vào tinh vũ 18 pháo bên trong, trong nháy mắt lên đạn. Tư một tiếng, nghe được thanh âm rất nhỏ vang lên, tinh vũ 18 pháo tất cả bó tập hồng pháo đều thoáng cái nhúc nhích hỏa diễm. Tinh vũ 18 pháo 18 bó ống trong nháy mắt chứa đầy long viêm tinh hỏa. Giết, phi tiên giáo đệ tử không biết đây là cái gì vũ khí, nhưng là, vừa thấy lý thất giả vũ khí nơi tay, phi tiên giáo đệ tử cũng không khách khí, cùng hống một tiếng, như chúng thần gào thét đồng dạng, đạp diệt thiên địa, hướng lý thất dạ xung phong liều chết mà đến, trong nháy mắt, thần uy tàn sát bừa bãi thiên địa, lực lượng đáng sợ trấn sát mà xuống, tự hồ muốn đem lý thất dạ nghiền nát bấy. Như thế vô địch thanh uy, để cho rất nhiều người nhìn đến cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều người đều trong nội tâm rung lên một cái, phi tiên giáo có thế khinh thường cửu giới, đó cũng không phải là không có đạo lý đấy. Đến được tốt chứng kiến tất cả phi tiên giáo đệ tử như chư thần gào thét đồng dạng xung phong liều chết mà đến thời điểm lý thất dạ không khỏi lộ ra nồng đầm tiếu dung đát 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 liền ngay trong chớp mắt này tinh vũ 18 pháo cũng khai hỏa 18 chi bó ống trong nháy mắt điên cuồng mà chuyển động mỗi một đạo bó ống như là ngọn lửa đồng dạng trong nháy mắt phun ra vô số hạt ánh sáng mỗi một khỏa hạt ánh sáng lớn chừng ngón cái nhưng là tốc độ nhanh đến tuyệt luân vô bỉ mặc kệ ngươi là thế nào tốc độ, đều không thể tránh được cái này hạt ánh sáng bắn phá, càng đáng sợ chính là, cái này từ tinh vũ 18 pháo bên trong bắn ra hạt ánh sáng là có thể trong nháy mắt đem hết thảy đánh xuyên qua, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được. Suy, suy, suy. Ngay giữa thạch hỏa điện quan này, từng đợt xuyên thấu tiếng vang lên, máu tươi tiêu xạ, trong chớp mắt, từng đạo thật nhỏ cột máu xì ra, từng đạo cột máu trong nháy mắt như thật nhỏ suối phun động dạng, Đường huyết vụ bay lên thời điểm Che mất tất cả mọi người ánh mắt. À, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên một đám tự như hóa thành thần linh phi tiên giáo đệ tử tại cùng quét loạn xạ hạt ánh sáng dưới, bị đánh trở thành cái sàn. Trong thời gian ngắn ngủi, xương vỡ thanh âm chói tai vô cùng, không chỉ là bị đánh trở thành cái sàn, rất nhiều phi tiên giáo đệ tử trong nháy mắt là thân thể bị đánh nát. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cổ thi thể rơi xuống, vô số gãy xương thịt nát bay xuống, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng phiến thiên địa này. Cái này đột nhiên chuyển biến. Khiến tất cả mọi người là trở tay không kịp đấy, tại vừa mới, phi tiên giáo các đệ tử cũng còn tự như thần linh đồng dạng, uy hiếp thiên địa, rung động bát phương. Nhưng là, trong nháy mắt, cái này như hóa thành thần linh đồng dạng phi tiên giáo đệ tử lại bị đệ nhất hung nhân đánh thành thịt nát, một màn này, dùng khủng bố đều không thể hình dung rồi. Tinh vũ 18 pháo, này vũ khí chính là tụ tập một cái cổ lão kỷ nguyên cao cấp nhất cao đoan nhất luyện tạo chi thuật. Hơn nữa, vũ khí này chính là dùng thế gian cực kỳ trân quý tài liệu đúc thành, mà nó hỏa lực chính là dùng một vận mặt trời luyện tạo thành long viêm tụ do chèo chống. Cái thanh này vũ khí tụ tập âm nha vô số tâm huyết, cường đại hơn là luyện tạo cái thanh này vũ khí thời điểm, hắc long vương cùng năm thiên tiên đế đều xuất thủ tương trợ. Dạng này một thanh vũ khí, Quy lực của nó là có thể tưởng tượng được, nó điên cuồng bắn phá, vậy đơn giản tự là một tràng đồ sát. Chương 1614, Pháo Anh Đồ sát, đây là chỉ sợ tất cả mọi người trong cả đời chứng kiến bá đạo nhất, hung tàn nhất, quỷ dị nhất đồ sát, trước mắt một màn này đã là quỷ dị đến không cách nào hình dung rồi. Từ đầu đến cuối, Lý thất giả huyết khí không hiện, không thi một chiêu một thức, trong tay tinh vũ 18 pháo một vòng bắn phá về sau, phi tiên giáo đệ tử bị bắn chết đến chân cục tay đức đâu đâu cũng có. Tất cả mọi người không khỏi sợ hết cả gai ốc, đều thập phần sợ hãi nhìn xem lý thất giả trong tay tinh vũ 18 pháo, hóa thành thần linh phi tiên giáo đệ tử đều bị trong nháy mắt bắn chết. Nếu là đổi lại những người khác, vậy thì càng thêm là không chịu nổi một kích rồi giết phi tiên giáo lão tổ nhịn không được cuồng hống. Tinh vũ 18 pháo một vòng đồ sát đến quá là nhanh, liền xem như hắn dạng này hoành thế thần hoàng trong cả đời đều không có gặp qua khủng bố như thế sự tình. Nhìn thấy phi tiên giáo đệ tử như thế bị tàn sát, hắn nhịn không được cuồng hống, trong tay đế binh âm vang cửu thiên, đế uy mênh mông cuồng cuồng, trong nháy mắt, đánh xuống từng đạo như như thác trời pháp tắc, kinh khủng pháp tắc nghiền sát tới, ngôi sao băng liệt, biển cát bốc hơi khô. Quy lực khủng bố, khiến người xem không khỏi sợn hết cả gai ốc. Mặc dù nói, phi tiên giáo lão tổ trong tay đế binh không phải tiên đế chân khí, nhưng là, quản chi là một kiện tiên đế bảo khí, từ hoành thế thần hoàng trong tay đánh ra đến, cũng là thập phần khủng bố. Đến được tốt. Đối mặt tiên đế pháp tắc bạo trảm mà đến, lý thất dạ cười lớn một tiếng, tinh vũ 18 pháo trong nháy mắt khóa lại tất cả tiên đế pháp tắc. Đác, 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 trong chớp mắt, 18 đầu bó ống giống như là điên cuồng đồng dạng chuyển động, 18 đầu bó ống đều trong nháy mắt nóng rực đến đỏ bừng. Hạt ánh sáng thoáng cái giống như mưa to gió lớn oanh bắn về phía mỗi một đạo tiên đế pháp tắc. Trong nháy mắt, nghe được suy, suy, suy thanh âm vang lên, quản chi là tiên đế pháp tắc, cũng giống vậy ngăn không được cái này hung mảnh hỏa lực, thoáng cái bị đánh xuyên. Mặc dù nói, phi tiên giáo lão tổ trong tay đế binh là thập phần không tầm thường, nhưng là Lý thất dạ trong tay tinh vũ 18 pháo càng thêm không tầm thường. Trong tay hắn tinh vũ 18 pháo không chỉ là hắc long vương, ngầm thiên tiên đế ra tay chế tạo, càng là tiêu hao lý thất dạ vô số tâm huyết. Nó tài liệu càng là lấy từ ở tinh kê tiên quán độc nhất vô nhị tiên tinh. Về phần với tư cách hỏa lực long viêm tụ do kia liền càng không cần nói nhiều, từng hỏa tụ do chính là từ một vận mặt trời bên trong đề luyện ra đấy, quy lực của nó to lớn, hoàn toàn không thể tưởng tượng ken, ken, ken trong chớp mắt này. Từng đợt xạ kích thời điểm vang lên, tại tinh vũ 18 pháo một vòng bắn phá về sau, quản chi là phi tiên giáo trưởng lão cũng chỉ có thể là hóa công làm thủ, dùng đế binh bảo vệ thân thể của mình. Kể từ đó, điên cuồng hạt ánh sáng mới không có đem hắn đánh xuyên qua. Mặc dù là đế binh chặn tinh vũ 18 pháo từng vòng từng vòng bắn phá, nhưng là phi tiên giáo trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng vô pháp hướng lý thất dạ công kích, tinh vũ 18 pháo hỏa lực quá cường thịnh rồi. chứng kiến liền hoành thế thần hoàng trong tay có được tiên đế bảo khí đều như cũ chỉ thủ không công, một màn như thế, để cho tất cả người đứng xa nhìn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, vũ khí này uy lực không khỏi quá mức kinh khủng a. À. đáng tiếc, ngươi cái này để binh kém một chút, nếu như ngươi xuất ra tiên đế chân khí tới, bằng thực lực ngươi còn có đùa dẫn nhìn, không phải tiên đế chân khí chỉ có bị đánh phần rồi. Lý thất giả vừa cười vừa nói. Bị lý thất dạ như thế cười nhạo, phi tiên giáo lão tổ không khỏi sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặc dù nói, bọn hắn phi tiên giáo có rất nhiều tiên đế binh khí, nhưng là, bọn hắn phi tiên giáo cường giả cũng vô số, bọn hắn phi tiên giáo tổng cộng ngũ mạch. Thần hoàng nhiều, là ngoại giới không cách nào tưởng tượng. Mà trong tay hắn đế binh, tại tiên đế bảo khí bên trong, bất luận là tài liệu hay là chế tạo, đều xem như trung thượng tầng thứ, bây giờ bị lý thất giả dạ nói đến không đáng một đồng như thế, cái này khiến hắn nổi giận vô cùng, nhưng mà... Tại tinh vũ 18 pháo uy lực áp chế dưới, hắn cũng không thể tránh được. Răng rắc, liền ngay trong chớp mắt này, lý thất giả dạ tháo đạn đổi mới, động tác như hành vân lưu thủy, tốc độ như điện chớp, trong chốc lát tự thay đổi một khỏa hoàn toàn mới long viêm tụ do. Nhưng mà, phi tiên giáo lão tổ kịp phản ứng, cái kia đã là sai sót thời cơ, hắn cũng không có nghĩ đến loại vũ khí này là cần đổi đạn đấy. Rắc nhất thời, giờ này khắc này, tinh vũ 18 pháo không phải 18 đầu bó ống tại chuyển động, mà là 18 đầu bó ống trong nháy mắt là 6 đầu hợp một đầu. 18 đầu bó ống trong nháy mắt tạo thành ba đầu thô to bó ống, ba đầu bó ống xếp theo thứ tự mà thành. Vèo một tiếng vang lên, ba đầu bó ống trong nháy mắt phun ra ba viên lớn chừng quả đấm phi toa, đón lấy nghe được phanh một tiếng vang lên ba viên phi toa trong nháy mắt khóa lại phi tiên giáo lão tổ chỗ không gian rầm 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 ở trong chớp mắt ba viên phi toa đồng thời bạo tạc nổ tung trong nháy mắt đem phi tiên giáo lão tổ chỗ không gian bạo đến hôi phi yên diệt toàn bộ không gian trong nháy mắt trở thành một cái tiểu hắc động đây là đối không gian hủy diệt cho dù phi tiên giáo lão tổ muốn chạy trốn tại đây trong không gian đều trốn không thoát nghe được phanh một tiếng vang lên phi tiên giáo lão tổ cả người bị tạc phi, phun ra một ngụm máu tươi. Che chở hắn đế binh là không có hư hao, nhưng là, tại đáng sợ lực trùng kích dưới, quản chi là đế binh cũng vô pháp bảo vệ hắn không bị tổn thương chút nào. Cái này lực trùng kích quá cường đại, đổi lại những người khác, quản chi là có đế binh bảo hộ, đều sẽ bị chấn động đến xương vỡ, thậm chí là tử vong. Vèo, 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 trong chớp mắt này, tinh vũ 18 pháo lại là động một vòng lại một vòng công kích, mỗi lần ba viên phi toa trong nháy mắt khóa lại không gian sau đó điên cuồng mà bạo tạc nổ tung rầm 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 thiên băng địa liệt thanh âm vang lên từng vòng từng vòng bạo tạc nổ tung về sau mảnh không gian này bị tạc đến tan tành để lại vết thương đáng sợ như thế uy lực quanh tạc chỉ sợ mảnh không gian này trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào khôi phục tại đế binh thủ hộ dưới phi tiên giáo lão tổ một lần lại một lần bị tạc phi nổ hắn máu tươi cùng phúng nếu như không phải có đế binh, hắn sớm đã bị nổ chết rồi. Ở thời điểm này, phi tiên giáo lão tổ cũng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Quản chi hắn là một vị hoành thế thần hoàng, cũng bị dọa cho phát sợ. Cho nên, thừa dịp lý thất dạ ra tay hơi chậm trong nháy mắt, hắn xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt vượt qua không gian, muốn thoát đi một vùng biển này. Ta tự đợi đến ngươi đào tẩu. Nhưng mà, phi tiên giáo lão tổ vừa vượt qua không gian, Lý thất dạ cũng đã trong nháy mắt khóa lại vị trí của hắn, vèo một tiếng vang lên, ba viên phi toa bắn ra, oanh, một tiếng bạo tạc nổ tung, không gian hủy diệt. À tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị này phi tiên giáo lão tổ thoáng cái bị tạc trở thành mảnh vỡ, máu tươi tràn ngập. Tại một khắc cuối cùng, hắn muốn lấy đế binh hộ thể cũng không kịp rồi. Phi tiên giáo lão tổ là bị dọa đến hoảng loạn rồi, lý thất giả cố ý cho hắn cơ hội, hắn bỏ chạy đi, cái này vừa vặn trúng lý thất giả cái bẫy, nếu như nói, hắn đợi đến lúc lý thất giả đổi đạn thời điểm đào tẩu, nói không chừng thật sự chính là bị hắn đào thoát thành công. Lúc này, tinh vũ 18 pháo hồng pháo vẫn là chấp động lên lửa khói, qua một hồi lâu về sau, cái này nóng rực mới thối lui, lý thất dạ nhẹ nhàng mà thổi một ngụm, khói xanh suy suy. Ai, gặp nguy không loạn, liền hoành thế thần hoàng đều làm không được. Xem ra là trải qua sinh tử quá ít, sống chết trước mắt yên nguyên còn chưa đủ trấn định. Lý thất Dạ thổi tan họng pháo lửa khói về sau, nhàn nhã nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó trầm mặt, tất cả người đứng xa nhìn cũng không khỏi sợn hết cả gai ốc, đặc biệt là nhìn xem lý thất Dạ trong tay tinh vũ 18 pháo, càng là không khỏi rung lên một cái. Đây chính là phi tiên giáo nha, trong nháy mắt, toàn bộ phi tiên giáo nơi trú quân bị lý thất dạ tiêu diệt liền hoành thế thần hoàng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, dạng này vũ khí, không khỏi quá kinh khủng a. À. Tinh vũ 18 pháo, đích thật là khủng bố, nó duy nhất nhược điểm, nếu có một ngày nó long hỏa tụ do dùng hết rồi, nó liền không có uy lực có thể nói, chỉ có thể dùng để xem xét. Trong khoảng thời gian ngắn, đứng xa nhìn tất cả cường giả cũng không khỏi trong nội tâm lạnh, trước đó, yêu tộc. Hải quái đã từng là nhiều lần tập kết lực lượng phản kích đều không thể đánh hạ cái hải vực này, trái lại bị phi tiên giáo giết được hoa rơi nước chảy. Hiện tại ngược lại tốt, lý thất dạ nhưng là dễ dàng mà đem phi tiên giáo toàn bộ nơi trú quân tiêu diệt, điều này thật sự là quá kinh khủng. Bất kỳ người nào nhìn cũng không khỏi vì đó sợn hết cả gai ốc. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đối với trước mắt cái thanh này vũ khí thập phần khủng bố. Cái này, vũ khí này là từ đâu tới? Có người không khỏi thấp giọng hỏi. Rất nhiều người cũng không khỏi lắc đầu, không biết cái này vũ khí từ đâu tới, chỉ có cùng dư gia có cực sâu giao tình lão tổ mới nghĩ tới một cái truyền thuyết, liên quan tới dư gia truyền thuyết. Tại thời khắc này, bọn hắn ẩn ẩn biết rõ cái này vũ khí đáng sợ là từ đâu tới rồi. Nghĩ đến điều này. quản chi là cực kỳ cường đại thần hoàng, cũng không khỏi đối dư gia có thật sâu kiên kỵ, có vũ khí này nơi tay, ai dám cùng dư gia là địch. Hiện tại giờ đến phiên ngươi rồi a. À? lý thất giả cười mỉm mà nhìn xem mộng long vương nói mộng long vương nhất thời sắc mặt trắng bệch hắn cũng giống vậy là bị dọa dạng này vũ khí quá kinh khủng hắn cả đời này cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như thế vũ khí không cần đến ngươi động thủ ta tự mình tới mộng long vương cũng biết chính mình hôm nay là trốn không thoát hắn cũng đủ kiên cường đấy không cần lý thất giả động thủ chính mình tự sát phanh một tiếng vang lên mộng long vương ngửa mặt ngã xuống đất thất khiếu chảy máu đi đời nhà ma chứng kiến một màn này tử thúy ngưng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng mặc dù nói mộng long vương là dịp cửu châu đệ tử lần này đoạt quyền tiên phong nhưng là với tư cách trấn thiên hải thành đệ tử đến chết đều không cầu xin cái này không ném bọn hắn trấn thiên hải thành khí khái không ném bọn hắn trấn thiên hải thành mặt mũi tốt rồi chuyện của ta cũng hoàn thành đáng tiếc không có gặp phi tiên giáo truyền nhân. Lý thất giả thu hồi tinh vũ 18 pháo. Vỗ vỗ hai tay nói. Đứng xa nhìn tu sĩ đương nhiên không dám lên tiếng nữa, tất cả mọi người trầm mặt, dạng này chiến tích đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá kinh khủng. Dạng này chiến cuộc, để bọn hắn trong nội tâm lại không khỏi toát ra một cái nghi vấn, nếu như Long Ngạo Thiên thật là gặp đệ nhất hung nhân, Long Ngạo Thiên thật sự có phần thắng sao? từ khi phi tiên giáo hàng lâm bắt uông dương về sau long ngạo thiên danh tiếng quá lớn có thể nói là không ai bằng khiêu chiến thiên hạ mười ngày mười đêm bất bại được xưng mười quan chi vương hiện tại đệ nhất hung nhân lại một lần nữa ra tay điều này không khỏi làm cho người bắt đầu hoài nghi chương 1615 cố tôn chỗ đáng nghi cuối cùng tại tất cả mọi người trong trầm mặt, Lý Thất Dạ mang theo khổng tước Minh Vương cùng Tử Thúy Ngưng rời đi. Rời đi cái hải vực này về sau, Tử Thúy Ngưng nói với khổng tước Minh Vương, lần này tai nạn, nhờ có Minh Vương, nếu không phải Minh Vương còn bảo lưu lấy trấn thiên hải thành hy vọng, chỉ sợ các nơi chư vương đều sẽ đầu nhập vào dịp cửu châu bọn hắn. Thành chủ, này là trách nhiệm của ta, cũng là Minh Châu thành tồn tại ý nghĩa. Khổng tước Minh Vương cung kính nói. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn Tử Thúy Ngưng một cái, lạnh nhạt nói: Nha đầu, ngươi có tiên huyết mâu nơi tay, ngươi muốn rời đi, đây không phải là việc khó. Ngươi lưu tại Trấn Thiên Hải Thành, cầu chính là cái gì? Chư lão đều bị vây ở Hắc Long Sảnh, ta cũng không thể coi như không để ý tới. Tử Thúy Ngưng nói. Lý Thất Dạ nhìn nạn một cái, nói: Hắc Long Sảnh bị khóa, chỉ bằng ngươi còn không giải được, Cố Tôn chỉ sợ là tìm hiểu một thế mới hiểu rõ vật này là ngươi không có khả năng mở ra đấy, bọn hắn vây ở chỗ đó còn chưa chết. Ngươi lưu tại trấn Thiên Hải thành cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tử Thúy Ngưng há miệng muốn nói, nhưng lại trầm mặt đi lên. Nhà đầu, ở trước mặt ta, tốt nhất đừng giấu giếm cái gì, hơn nữa, không có gì đồ vật có thể thoát khỏi pháp nhãn của ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cố Tôn rất kỳ quái. Cuối cùng Tử Thúy Ngưng đành phải nói, như thế nào kỳ quái? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cái này ta cũng nói không chính xác. Tử Thúy Ngưng trầm ngâm một chút, nói, ta cũng là tại gần đây một thời gian ngắn mới biết, sơn tổ nói cho ta biết. Tại đạo giang thời đại phía trước, cố tôn đã từng bị tổ sư Hắc Long Vương hủy diệt rồi toàn thân đạo hạnh, bị giam lỏng tại trong vực sâu. Cuối cùng, hắn lúc sắp chết, lỗ sư tổ mới thả hắn ra để cho hắn thở một hơi đấy. Lỗ trưởng tôn lòng mềm yếu rồi. Lý thất giả lạnh nhạt nói, cố tôn là người nào, cho dù hắn chỉ còn lại có một hơi, hắn cũng có cơ hội phản công. Đạo hành bị hủy thì thế nào, hắn vẫn là có cơ hội một lần nữa tu luyện, hắn là người nào, vạn cổ thập đại thiên tài một trong, hắn bị hủy diệt đạo hành, cũng không phải lần thứ nhất, hắn còn không phải như vậy có thể quay về đỉnh phong. Đối với lời này, tử thúy ngưng chỉ có đã trầm mặt, bởi vì cái này đích xác là bị lý thất giả dạ nói đúng. Cũng chính bởi vì vậy, lỗ trưởng tôn chết về sau, xuất thân từ cố tôn nhất mạch dịp cửu châu tại Trấn Thiên Hải Thành nắm giữ quyền lực càng lúc càng lớn. Về phần khổng tước minh vương, càng là chấn động, cố tôn bị hắc long vương hủy đi toàn thân đạo cơ sự tình, nàng chưa từng có nghe qua, liền xem như lỗ trưởng tôn, sơn tổ đều là đối với nàng giữ kín như bưng, trong này đến tột cùng là liên quan đến như thế nào tân bí đây. Nghe Sơn Tổ nói, Cố Tôn tại sắp chết thời điểm, muốn cho chính mình đào mộ, tự tay đem mình chôn xuống đi. Tử Thúy Ngưng nói. Sau đó, Cố Tôn mất tích. Lý Thất Dạ không cần suy nghĩ cũng biết Cố Tôn là đồ nghịch như thế nào thủ đoạn, hắn nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cho dù lỗ trưởng Tôn tận mắt thấy hắn chôn xuống đều vô dụng, phải đem hắn chém thành muôn mảnh, liền chân mệnh của hắn đều hủy, lúc này mới có khả năng chân chính tử vong. Tổ sư hắn, hắn hắn tử thúy ngưng đều không tiện đi đánh giá bọn hắn tổ sư ta biết lỗ trưởng tôn ra tay cố tôn là hắc long vương cậu em vợ lý thất già lạnh nhạt nói lỗ trưởng tôn từ nhỏ hãy theo hắc long vương xem hắc long vương như phụ thân hắn biết rõ hắc long vương đã đáp ứng người khác không giết cố tôn đấy cho nên hắn cũng hạ không được cái này tay lỗ trưởng tôn cái gì cũng tốt tự là vô cùng nhân nghĩa sự tình phía sau, không cần phải nói đều có thể đoán được, đường cố tôn một lần nữa trở về thời điểm đã hoàn toàn không giống với lúc trước, lúc này cho dù lỗ trưởng tôn cố tình đem hắn khóa hồi trở lại vượt sâu, đều là chuyện không thể nào. Bất quá, cố tôn trở về về sau, hắn vẫn luôn là rất điệu thấp, ru rú trong nhà, cũng không hỏi qua trấn thiên hải thành sự tình, chỉ là dịp cửu châu đảm nhiệm chức vị mà thôi. Tử Thúy Ngưng nói về phần dịp cửu châu đảm nhiệm trấn thiên hải thành vị trí. Lỗ trưởng tôn đích thật là không có gì có thể nói đấy, bởi vì năm đó dịp cửu châu vô tội, hắc long vương cũng không có dáng tội cho hắn, hắn đối trấn thiên hải thành là lao khổ công cao, cho nên, bất luận là về tình về lý, hay là dùng tông môn quy luật, dịp cửu châu cũng không thể nói bởi vì hắn sư phụ cố tôn mà chịu đến liên quan. Cố tôn cũng không phải là sợ lỗ trưởng tôn, hắn chẳng qua là tại tụ lực mà thôi, lời nói không dễ nghe đấy, hắn là chẳng muốn cùng lỗ trưởng tôn cùng các ngươi sơn tổ đấu, nếu không dùng cố tôn làm người, hắn đã sớm đem trấn thiên hải thành đoạt lại rồi. Lý thất giả lắc đầu. Lý thất giả đương nhiên minh bạch, cố tôn muốn đối phó chính là hắn, cố tôn là chuẩn bị lấy đối phó hắn, đương nhiên, cố tôn muốn nhất vẫn là trấn thiên hải thành tòa kia bảo khố, nếu như mở ra tòa này bảo khố, hắn tự lực lượng 10 phần rồi, thậm chí tự nhận là không sợ tại tiên đế vậy ngươi nói một chút ngươi phát hiện a à? Lý thất giả dạ nói với tử Thúy Ngưng. Tử Thúy Ngưng trầm mặt một chút, cuối cùng, nàng nhìn Lý thất Dạ nghiêm túc nói, ta, ta cảm thấy, cái này, đây không phải là cố tôn. Nói ra lời này, nàng đều không phải thập phần khẳng định. Có chút ý tứ, nói nghe một chút. Lý thất giả dạ không khỏi lộ ra nồng đậm tiếu dung, nói. Ta cũng nói không ra cụ thể, tóm lại, ta là cảm thấy là lạ mỗi một lần nhìn thấy hắn đều cảm giác không giống nhau hơn nữa có suy kiệt tư thế giống như cho người ta một loại bị người tháo nước cảm giác hoặc là nói hắn có điểm giống bị người đoạt xá đồng dạng cụ thể ta cũng nói không rõ ràng lắm dù sao tự là rất quái lạ tử thúy ngưng cũng không biết như thế nào thuyết minh mới tốt cái này điều đó không có khả năng a à, như cố tôn thật không phải là cố tôn diệp cửu châu nhất định sẽ phát hiện Khổng tước Minh Vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói. Cái này là bất khả tư nghị nhất địa phương, dịp cửu châu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, tự hồ đây đối với hắn tới nói là không có bất cứ vấn đề gì. Tử Thúy Ngưng nói. Nói đến đây, Tử Thúy Ngưng cau mày, nói, ta là sợ có người mượn cố tôn tây chui vào chúng ta trấn thiên hải thành, dùng đoạt chúng ta trấn thiên hải thành quyền hành, ta lo lắng nhất chính là trong ngoài cấu kết. Đây cũng là tử thúy ngưng lưu lại nguyên nhân, nàng không chỉ là muốn cứu bị vây các lão tổ, càng là muốn tra rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhà đầu, ngươi không biết cố tôn, lại càng không hiểu rõ dịp cửu châu, dịp cửu châu là người tốt cũng thế, là người xấu cũng thế, nhưng là, có hai chuyện hắn là sẽ không đi làm đấy, một, phản bội cố tôn, hai, phản bội trấn thiên hải thành. Còn có một việc, ngươi là sẽ không hiểu, cố tôn hắn tuyệt đối sẽ không đem trấn thiên hải thành rơi vào ngoại nhân trong tay ở trong mắt hắn xem ra trấn thiên hải thành là thuộc về hắn đương nhiên như ngươi loại này thân phận hợp pháp người hắn vẫn có thể chịu được dù sao ngươi cũng tốt lỗ trưởng tôn cũng tốt sơn tổ cũng thế đều là thân phận chính thống có tư cách kế thừa trấn thiên hải thành nếu như nói có người ngoài muốn cướp trấn thiên hải thành cố tôn cái thứ nhất không đồng ý nói đến đây Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, nói, cố tôn mặc dù là một cái vương bác đảng, nhưng có một số việc hắn cũng là có chính hắn nguyên tắc. Hắn cũng không phải là một cái cái gì cũng sai tiểu nhân. Vạn nhất cố tôn thật sự bị người đoạt xá đây. Tử Thúy ngưng yên nguyên không khỏi vì đó lo lắng. Lý thất dạ cười lắc đầu, nói, ngươi không biết cố tôn, thật sự, tại đây thế gian ai có thể đoạt xá cố tôn. Ngươi quá coi thường cố tôn rồi nếu như cố tôn đều có thể bị người khác đoạt xá, cũng không phải là cố tôn rồi hơn nữa, dịp cửu châu đối với cố tôn lòng trung là không cần đi hoài nghi, nếu quả như thật có ai đoạt xá cố tôn, hắn cái thứ nhất dốc sức liều mạng. Cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Thúy Ngưng không khỏi hoài nghi nói. Cố tôn mỗi một lần cũng không giống nhau, bất luận là trạng thái hay là thần thái, đều có biến hóa, đây là để cho Tử Thúy Ngưng nghi ngờ nhất địa phương. Dù sao, một cái tu sĩ không có khả năng trạng thái thập phần không ổn định, đặc biệt là cố tôn như vậy cảnh giới người. Càng là không có khả năng nói trạng thái chấn động bất định, hơn nữa, nạn có thể thập phần khẳng định, cố tôn không phải giả vờ. Ngươi sẽ từ từ minh bạch đấy. Lý thất giả cười thần bí, nói, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem là được rồi, trò hay muốn lên diễn, đáp án sẽ rất nhanh vạch trần đấy. Tử Thúy Ngưng không khỏi lo âu nói, bị vây chư vị lão tổ làm sao bây giờ? Mặc dù nói, chư vị lão tổ bị nhốt hắc long sảnh, được gọi là ngoại ý muốn, nhưng là, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cái này nhất định là cố tôn làm, chỉ có điều nàng là bắt không được chứng cứ mà thôi. Lý thất giả mở ra mệnh cung, lấy ra một đạo pháp tắc, tranh một tiếng, đang vào trở thành một cái chìa khóa, đưa cho tử thúy ngưng, lạnh nhạt nói, mang theo nó đi, có thể mở ra hắc long sảnh. Thật sự, tiếp nhận chìa khóa, Tử Thúy Ngưng không khỏi có chút bán tính bán nghi nói. Bọn hắn trấn Thiên Hải thành Hắc Long sảnh liền các lão tổ đều mở không ra, lý Thất Dạ một ngoại nhân vậy mà có thể mở ra, cái này xác thực khiến người có chút khó mà tin tưởng. "Đi thôi, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi rồi." Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. "Tốt, ta cái này đi." Tử Thúy Ngưng thật sâu hít thở một cái, trịnh trọng nói: vạn nhất dịp cửu châu cùng cố tôn ra tay làm sao bây giờ khổng tước minh vương thấy tử thúy ngưng phải về trấn thiên hải thành không khỏi lo âu nói các ngươi không biết cố tôn lý thất giả lắc đầu nói thứ nhất thân phận của ngươi là hợp pháp cố tôn sẽ không giết ngươi nếu như hắn muốn giết ngươi đã sớm động thủ hắn muốn đoạt quyền tối đa cũng tự là cướp đoạt quyền lực của ngươi mà thôi thứ hai hiện tại không đồng dạng trước đó cố tôn hoặc là sẽ bắt các ngươi thử nghiệm hiện tại đối với hắn mà nói các ngươi chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi không đáng hắn đi lãng phí thời gian hắn cả đời cường đại nhất kiên kỵ nhất địch nhân đến nói đến đây hắn không khỏi lộ ra nồng đậm tiếu dung đi thôi không có chuyện gì nữa lý thất dạ phân phó tử thúy ngưng nói dư thái quân sẽ nhìn xem ngươi còn có gọi sơn tổ bọn hắn những người này tốt nhất đừng lội vũng nước đục này nếu như ta giết lên người đến vậy cũng không nhất định sẽ chú ý ai là cái nào nhất mạch người. Ta minh bạch. Tử Thúy ngưng trịnh trọng nhẹ gật đầu, biết rõ lý thất dạ là hướng về phía cố tôn đi đấy. Bất quá, tử Thúy ngưng không hiểu là. Lý thất dạ cùng cố tôn sẽ kết thù đấy, nàng cho tới bây giờ không có nghe vị nào lão tổ đã từng nói qua cố tôn có cùng lý thất dạ kết qua thù. Tử Thúy Ngưng đối với Lý Thất Dạ cùng Cố Tôn ở giữa ân oán là thập phần hiếu kỳ, nàng đều rất muốn biết rõ trong này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là không có người sẽ nói cho nàng biết, nàng cũng không nghe được. Chương 1616, Tinh Kê Tiên Quán. Tử Thúy Ngưng hồi trở lại Trấn Thiên Hải Thành về sau, Lý Thất Dạ cũng không trở về Dư Gia hắn mang theo khổng tước minh vương đi một nơi khác một cái rất ít người biết đến địa phương lý thất dạ mang theo khổng tước minh vương trèo đèo lội suối xuyên qua mênh mông biến cả vượt qua băng thiên tuyết địa bọn hắn đi được rất rất xa bọn hắn tìm nhập bắc uông dương chỗ sâu nhất vượt qua bắc uông dương vùng địa cực nhất cũng leo ngọn núi cao nhất tóm lại lý thất dạ mang theo khổng tước minh vương đi dài dằng dặc vô cùng lộ trình chúng ta đi đâu đây Khổng tước Minh Vương đi theo lý thất dạ trèo đèo lội suối, xuyên qua vùng địa cực, vượt qua sông băng, nhìn không được hỏi. Một cái địa phương xa xôi, đã ngươi có thể lưu thủ Minh Châu Tháp, cũng có thể biết rõ một chỗ như vậy, đương nhiên, tương lai ngươi có thể hay không tìm được, tự xem chính ngươi bổn sự. Lý thất dạ vừa cười vừa nói. Khổng tước Minh Vương không khỏi sững sờ thoáng một phát, cùng nhau đi tới đi nhiều như vậy địa phương, nếu để cho nàng lại đi một lần, chỉ sợ nàng đều chưa chắc có thể nhớ rõ con đường. Vì cái gì chúng ta không vượt qua hư không đây? Khổng tước Minh Vương không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nàng tin tưởng dùng lý thất giả thực lực tuyệt đối là có thể vượt qua hư không, có thể đến cửu giới bất luận cái gì tọa độ. Nếu như trực tiếp vượt qua, thì không cách nào đi tới nơi này loại địa phương đấy, đây là một loại không gian lẫn tránh, ngươi phải quan co vòng vèo, vượt qua loại này lẫn tránh, mới có thể đi đến ngươi muốn đến địa phương. Lý thất dạ lạnh nhạt nói. Nghe được lý thất dạ lời nói, khổng tước minh vương nhất thời minh bạch, bọn hắn địa phương muốn đi tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng yếu, cực kỳ bí ẩn địa phương, bằng không mà nói, tự không khả năng có như thế quy mô không gian lẫn tránh. Lý thất dạ mang theo khổng tước minh vương vượt qua vô số sơn thủy, xuyên qua sông băng biển sâu về sau, bọn hắn rốt cục đi vào một chỗ. Đi xa xôi như thế lộ trình, Khổng tước Minh Vương tuy nhiên đã cố tình đi yên lặng nhớ kỹ, nhưng nàng cũng không dám khẳng định, nếu để cho chính nàng lại đi một lần, đều không nhất định có thể tìm được đường. Đây là một mảnh mênh mang nơi, liên miên bát ngát rừng rậm, kỳ phong cao ngất, đương đạp vào mảnh đất này về sau, một cổ mênh mang khí tức cổ xưa đập vào mặt, tự như dạng này một mảnh mảng rừng rậm là vạn cổ đến nay đều không có người ở đồng dạng. Tại dạng này một mảnh mênh mang viễn cổ nơi, mặc dù không có người ở, nhưng là có vượng cổ thét dài, có dây leo lâu năm che trời, nhất phái sinh cơ bừng bừng khí tượng. Bước vào mảnh đất này, thật sâu hô hấp lấy cái kia nồng đậm đến tan không ra thiên địa tinh khí, không hề nghi ngờ, mảnh đất này là không có người đặt chân, ít nhất không có tu sĩ ở chỗ này tu luyện. Nơi này, vì cái gì không có người thành lập môn phái truyền thừa đây? Khổng tước minh vương cho dù không hiểu long mạch thế núi, nhưng là, đứng tại như vậy thiên địa tinh khí đều tan không ra địa phương, lại ngu xuẩn người đều biết rõ tại dạng này xây một môn phái truyền thừa mà nói đó là không thể tốt hơn rồi bởi vì nơi này là không cho phép xây môn phái truyền thừa mảnh đất này đã là nơi có chủ lý thất dạ vừa cười vừa nói cái này cuối cùng là địa phương nào khổng tước minh vương không khỏi giật mình nói tinh kê tiên quán lý thất dạ lạnh nhạt nói bình thường tới nói chỉ cho tiên đế đặt chân địa phương nếu là những người khác là không cho phép đặt chân đấy. Tinh kê tiên quán Khổng tước Minh Vương không khỏi ngẩn ngơ, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một chỗ như vậy, nếu chỗ như vậy là tiếng tâm lừng lẫy mà nói. Có lẽ có truyền thuyết mới đúng. Lục đại cổ tiên cựu thổ một trong. Lý thất dạ nhàn nhạt nói. Lục đại cổ tiên cựu thổ. Khổng tước Minh Vương không khỏi chấn động, Liên quan tới lục đại cổ tiên cựu thổ nàng đã nghe qua một ít truyền thuyết, nhưng là, thật không ngờ ở trong đó còn có một cái gọi tinh kê tiên quán. Thế gian thật sự có tiên sao? Khổng tước Minh Vương không khỏi nói, hoặc là nói, tại cổ lão thời đại ở bên trong, từng có qua tiên nhân. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, thế gian có tiên hay không, ta ngược lại không rõ ràng. Nhưng là, có nhiều chỗ đích thật là còn sống một ít cho ngươi không tưởng tượng nổi lão già, có thể nói ngươi có thể nghĩ đến bao xa, bọn hắn tự tồn tại đến bao xa. Nghe được lời như vậy, khổng tước minh vương không khỏi vì đó nghẹn ngào, lý thất dạ lời này bao hàm quá nhiều tin tức rồi, cái này ý nghĩa, thế gian cũng không phải là bọn hắn biết như vậy, ít nhất không giống là bọn hắn biết thời đại như vậy. Hiện tại thế nhân biết thời đại, khó mà khảo cứu hoang mãn thời đại, các tộc tranh giành thác hoang thời đại, hắc ám cổ minh thời đại, còn có tựu là tinh thải sáng chói chư đế thời đại. Lý thất giả lời nói này đi ra, cái này ý nghĩa, hoang mãn thời đại phía trước còn có những thứ khác thời đại, thậm chí có khả năng, ở đằng kia càng xưa thời đại ở bên trong, đã từng có đáng sợ tồn tại còn sống. Nghĩ đến khả năng như vậy, khổng tước minh vương không khỏi vì đó kinh hãi, có chút không thở nổi, thử nghĩ thoáng một phát, có thế tự như thế cổ lão thời đại sống tới, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, nếu như vậy cổ lão tồn tại đi ra thế gian mà nói vậy chỉ sợ là sẽ nhấc lên đáng sợ phong bạo ngay tại khổng tước minh vương vì đó hít thở không thông thời điểm lý thất Dạ đi tới một cái ngọn núi chân núi nhìn thoáng qua lộ ra nồng đầm tiếu dung đem cái này địa phương dọn dẹp một chút đem loạn thạch đều dọn đi lý thất giả phân phó nói nếu chúng ta bái phỏng người ta vậy thì có cái khách nhân bộ dạng khổng tước minh vương phục hồi tinh thần lại nhìn một chút trước mắt cái chỗ này, nơi này chính là dây leo lâu năm màng sinh, cỏ dại loạn thạch khắp nơi đều là. Khổng tước Minh Vương tại Bắc Uông Dương coi như là sắp xếp bên trên danh hào nhân vật, thế hệ trẻ tuổi nàng cũng là tiếng tâm lừng lẫy, thân phận tôn quý, người như nàng. Nếu để cho người khác làm lao động, đó là ngoại nhân xem ra chuyện bất khả tư nghị. Bất quá, lúc này khổng tước Minh Vương không có nửa câu phàn nàn, lập tức vén lên ống tay áo, làm việc. Chém dây leo lâu năm, chuyển loạn thạch, làm được thập phần chịu khó, trong nháy mắt, nàng cái kia như ngó sen ngọc thủ đã là bẩn thiểu, dính đầy buồn. Đối với Khổng Tước Minh Vương cường giả như vậy tới nói, dời núi dời sông không là vấn đề, bất quá, lý thất dạ đều nói như thế, Khổng Tước Minh Vương cũng không dám lỗ mãn, không biết mình đối mặt là thế nào tồn tại, cho nên, nàng cũng chỉ có thể là từng khối tảng đá đến chuyển. Như thế Mỹ Nhân cũng tại cái này hoang sơn giả lĩnh bên trong làm cu li đổi lại những người khác chỉ sợ sẽ thương hương tiết ngọc lại thế nào cam lòng để cho mỹ nhân như thế chịu khổ đây đối với lý thất giả tới nói cái kia hoàn toàn là không sao cả sự tình hắn chỉ là bình chân như vậy ngồi tại đó nhìn xem khổng tước minh vương làm lao động khổng tước minh vương trải qua một phen cố gắng về sau cuối cùng đem cái địa phương này dọn dẹp sạch sẽ rồi lúc này nơi này lộ ra một cái sơn động cái sơn động này sâu không thấy đấy. Đương cái sơn động này lộ ra về sau. Lý thất giả lúc này mới đứng lên, cười cười, gõ lấy cửa động, nhàn nhã nói, tốt rồi, trời đã sáng, nên rời giường. Lý thất giả đó cũng không phải là nhẹ nhàng mà gõ cửa động, đó là dùng lực mà vỗ cửa động, vỗ vào đến cửa động đều lay động, rầm 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 rung động. Tên vương bác đảng nào, phá mất mộng đẹp của ta. Ngay tại lý thất giả vỗ thạch động thời điểm, tại cửa động âm thầm vang lên một tiếng phàn nàn. Lúc này Lý Thất Dạ hướng Khổng Tước Minh Vương khoát tay áo, Khổng Tước Minh Vương trong nội tâm rùng mình, biết có chút ít tồn tại không phải nàng có thể nhìn thấy. Nàng cũng không dám lỗ mãn, chậm rãi lui xuống. Đương Khổng Tước Minh Vương lui ra về sau, tại cửa động trong bóng tối đi ra một cái bóng, cái bóng này đi trên đường lão đảo, tự như là liền đứng đều đứng không vững đồng dạng, xem nó đi đường bộ dáng, tự hồ là sắp đói bất tỉnh đồng dạng. Đương cái bóng này đi đến ánh sáng phía dưới thời điểm, này mới khiến người nhìn rõ ràng hình dạng của nó, cái này dĩ nhiên là một cái gà rừng, là một cái đói bụng đến phải gầy trơ xương gà rừng. Dạng này một cái gà rừng toàn thân lông vũ là thư thớt, giống như nó là không biết đói bụng đã bao lâu. Liền thân bên trên lông gà đều nhanh muốn rơi sạch. Ngươi là tên vương bác đảng nào, cũng dám đánh thức ta ngủ, nếu như ngươi không phải tiên đế, ta nhất định sẽ bóp chết ngươi, cũng dám tới quấy rầy của ta xuân thu đại mộng. Cái này gà rừng tuy nhiên đói bụng đến phải sắp không được, nhưng là, hai cánh bắt chéo bên hông, thập phần bá khí nói. Ngươi cái này tinh kê, thủ vệ trong đã bao lâu, vậy mà gầy trở thành bộ dáng như vậy. Nhìn trước mắt cái này bá khí mười phần gà rừng, lý thất dạ cười mỉm nói, đồng bào của các ngươi đây là ngược đãi ngươi nha, bọn chúng trốn ở trong tiên quán phun ra nuốt vào tiên khí lại đem ngươi đói bụng đến phải phải chết. Ngươi là người phương nào, lý thất dạ lời này vừa ra, nhất thời để cho cái này gà rừng hai mắt lạnh lẽo, nó cái kia một đôi vốn là không có tỉnh ngủ một đôi mắt gà trong nháy mắt lạnh lẽo, ánh mắt có thể đâm chết bất luận kẻ nào. Tốt rồi, tin kê, ta là tới cửa đến đòi khoản nợ đấy, tuy nhiên ta là có một thời gian ngắn không có tới, nhưng không đến mức không biết ta đi à nha. Lý thất giả cười mỉm nói má ơi, nghe nói như thế, cái này gà rừng thoáng cái nhảy dựng lên, tỉnh cả ngủ, liền nhảy vài cái, lui về phía sau mấy bước. Một đôi mắt gà trợn trừng lên đấy, nhìn chồng chọc vào lý thất dạ. Cần phải khoa trương như vậy sao? Ta cũng không phải lần đầu tiên tới. Đối với gà rừng phản ứng, lý thất dạ đều nhanh quen thuộc rồi, nhàn nhã vừa cười vừa nói. Ngươi là cái kia chết quả đen, cái này gà rừng, cũng chính là tinh kê, nó nhìn chầm chầm lý thất dạ, lớn tiếng kêu lên. Nói đúng, đáng tiếc không có thưởng. Lý thất dạ cười mỉm nói. Tinh kê không muốn nghe đến dạng này đáp án, nhưng là, sự thật thật là như thế, nó trong khoảng thời gian ngắn đều giống như đấu bại gà trống đồng dạng, thỏng xuống đầu lâu. Đạp đầu cổ, nói, ngươi cái này âm nha tới nơi này, nhất định là không có chuyện tốt. Không đúng, lúc này, tinh kê quất một cái mũi, thoáng cái ngẩng đầu lên, chầm chầm vào lý thất dạ, nói, ngươi không chỉ là mang theo một tiểu nha đầu đến, ngươi, ngươi đây là đoạt lại chân thân. Ừm, ngươi đoán đúng, đáng tiếc, y nguyên không có thưởng. Lý thất dạ vừa cười vừa nói, về phần nha đầu kia nha, mang nàng đến đi một chút, về sau có hay không cơ duyên, cái kia chính là chuyện của nàng. Hừ, chết quả đen, chúng ta tinh kê tiên quán với ngươi không có giao tình. Tinh kê bất mãn nói, ngươi thiếu hướng chúng ta nơi này đến, lần này, chúng ta tinh kê tiên quán không có cái gì. Dựa vào ta với các ngươi tinh kê tiên quán quen biết lâu như vậy, cần phải ta còn chưa mở miệng dùng như thế đuổi người sao? Lý thất dạ không có chút nào sốt ruột, nói, có lẽ, các ngươi bọn này tinh kê có lẽ mời ta đi vào ngồi một chút, uống chút trà, tâm sự cái gì? Chương 1617, 100 miếng, Tinh kê nhìn Lý Thất Dạ một cái, nói, hắc, 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 chết quả đen, mời ngươi đi vào ngồi một chút. Nói đến đây, tinh kê dừng một chút, sau đó lớn tiếng nói, chúng ta có bệnh mới có thể mời ngươi đi vào, ngươi từ chúng ta nơi này mượn đi tiên tinh còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi mượn đi tiên tinh có trả lại sao? Hơn nữa, nếu như mời ngươi đi vào ngồi một chút, hắc, 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 ngươi lại tại đó không đi, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn ta là loại người này sao? Lý thất giả vừa cười vừa nói, con người của ta làm việc từ trước đến nay đều là quan minh lỗi lạc. Từ trước đến nay đều là công chính nghiêm minh. Tự là loại người này. Tinh kê không chút nào cho thể diện, đã cắt đứt lý thất giả lời nói. Lý thất giả nở nụ cười, cũng không tức giận, nhàn nhã nói, thế giới không có gì là cơm trưa miễn phí, ngươi nói đúng không, mặc dù nói, ta cũng thật là mượn qua tiên tinh, các ngươi một đám tinh kê đều là vắt chạy ra nước. Tiên tinh nha, ta đích xác là không trả các ngươi rồi, nhưng là, như thế tháng năm dài đằng đẵng tới, các ngươi không cảm thấy hẳn là khỏe mạnh cảm ơn ta sao? Cảm ơn ngươi đại đầu quỷ. Tinh kê hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi từ trong tay chúng ta mượn đi tiên tinh còn chưa đủ nhiều sao? Tại cổ minh thời đại, ngươi từ chúng ta nơi này mượn đi hải lượng tài nguyên, riêng là cái này một phần tài nguyên, Tự đầy đủ triệt ra một cái thế giới đến. Có khoa trương như vậy sao? Lý thất Dạ cười lắc đầu, nói, năm đó cổ minh thời đại ta đích xác là hướng các ngươi mượn một đám tài nguyên, nhưng là, các ngươi tinh kê tiên quán tiên tinh cũng chính là hơn 10 miếng mà thôi, về phần vật gì đó khác nha, đều là phế liệu mà thôi. Phế liệu, nghe được lý thất Dạ lời như vậy, tinh kê phản ứng tựu lớn rồi. Nó thoáng cái nhảy đến rất cao, gân cổ lên, thanh âm kéo đến vừa nhọn vừa dài, kêu to nói, đồ trời đánh chết quả đen, ngươi dám nói là phế liệu, nhóm này tài nguyên chính là giá trên trời, đó là tiên đế cấp bậc tài liệu, ngươi cũng dám nói là phế liệu. Ta nói chính là tình hình thực tế, so về các ngươi trong này đặc sản tinh kê tiên tinh đến, những tài liệu khác, cái kia đích thật là phế liệu mà thôi. Lý thất giả đối với tinh kê phản ứng cũng không quan tâm, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tại các ngươi nơi này, đối với ta mà nói, chỉ có tinh kê tiên tinh mới là hàng tốt. Hừ, hừ. Tinh kê tiên tinh ngươi còn lấy được thiếu sao? Riêng là cổ minh thời đại, ngươi liền từ chúng ta nơi này mượn hơn 10 miếng, hơn 10 miếng nha, không nói số lần mượn khác, riêng là lần này mượn hơn 10 miếng, ngươi cái rắm đều không trả một cái. Nói đến đây, Tinh Kê là thập phần tức giận. Ta là không trả. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, nói, không nên quên là ta kết thúc cổ minh thời đại, là ta đã quét hắc ám. Nếu như không phải ta kết thúc rồi cổ minh thời đại, các ngươi tinh kê tiên quán có thế như thế an bình sao? Các ngươi những này lão tinh kê có thế an ổn mà ngủ ngon sao? Không thể. Cho nên, ta tại sao phải trả lại cho các ngươi? Hừ, đồ trời đánh chết âm nha, chúng ta đã biết rõ ngươi sẽ quyệt nợ, mỗi lần tới mượn tiên tinh, đều sẽ dùng các loại lấy cớ quyệt nợ ngươi lần nào không phải như vậy tinh kê tức giận bất bình nhưng là lại không thể làm gì lý thất già dạ chỉ là nở nụ cười nói lời nói sao có thể nói như vậy đấy lại nói tiếp các ngươi còn có lẽ cám ơn ta không sai ta là tới mượn qua tiên tinh nhưng các ngươi cũng có thể lui một bước suy nghĩ một chút nếu như nói thỉnh thoảng có tiên đế đến quấy rối các ngươi một chút hoặc là ta thường cách một đoạn thời gian tụ tập cửu giới quân đoàn đến đánh các ngươi một lần các ngươi có thể chịu được bao nhiêu thời đại các ngươi cần dùng bao nhiêu tiên tinh để đền bù hao tổn mọi sự đều là có tính hai mặt đấy đều có mặt tốt cũng có một mặt xấu các ngươi cũng không thể luôn nhìn thấy một mặt xấu không thả a à. cũng có thể nhìn nhiều mặt tốt trăm ngàn vạn năm đến nay chính là bởi vì có ta tồn tại mới khiến cho các ngươi thập phần an bình cho nên nói các ngươi cho ta mượn một điểm tiên tinh cái này cũng chưa tính là lỗ vốn các ngươi nói đúng không? Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nồng đậm tiếu dung. Chết quả đen, ngươi là một cái vương bát đảng. Là một cái hỗn đảng. Ngươi là một cái ăn người không nhổ xương ác ma. Tinh kê căm giận bất bình mắng. Ta biết, ta chính là một cái hỗn đảng. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, nhàn nhã nói, bất quá, nên mắng ngươi cũng mắng xong rồi, cũng hết giận, chúng ta cũng có thể nói chuyện chánh sự rồi hư 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 lại là đến mượn tiên tinh đúng không hả hư một thế này chúng ta chỉ có thể cho ngươi năm miếng tiên tinh hai cái thời đại trước ngươi mới đến mượn hiện tại lại tới mượn tối đa cũng chỉ có năm miếng không cần đoán tinh kê cũng biết lý thất giả dạ tới nơi này muốn cái gì nhưng là hắn cũng không thể không cho tại ngâm thiên tiên đế thời đại lý thất giả dạ đích thật là đến mượn qua tinh kê tiên tinh nhưng lại đã muốn một ít lý thất dạ trong miệng nói tới phế liệu. Đương nhiên, cái này cái gọi là phế liệu, nếu là đặt ở thế gian mà nói, đó là vô giá tiên vật. Dư gia tinh vũ 18 pháo sử dụng tài liệu chính là xuất từ tinh kê tiên quán phế liệu. Năm miếng, năm miếng không thỏa mãn được khẩu vị của ta. Lý thất dạ lắc đầu, nói. Tinh kê nhìn chầm chầm lý thất dạ, nói, chết âm nha, ngươi cũng không nên luôn theo chúng ta mượn không tin kê tiên tin, lần trước ngươi đáp ứng chúng ta. Đem mấy cái chạy đi bọn chúng bắt trở lại, ngươi đi một mực không thể đem bọn nó bắt trở lại, hừ, hừ, hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ đến mượn tiên tin. Ta biết. Lý thất giả vừa cười vừa nói, nhưng, đây là hai chuyện khác nhau, năm đó nói, ta chỉ là đáp ứng giúp các ngươi tìm xem mấy cái chạy đi gia hỏa, nhưng là, ta không có tìm được, vậy cũng không có cách, như thế nào đi bắt. Tinh kê canh giữ ở hang động này, dĩ nhiên không phải sợ có người lén lút đi vào, hoặc là phòng thủ người khác tấn công vào, nó thủ tại chỗ này, là phòng ngừa người, người bên trong chạy trốn tới thế giới bên ngoài. Hừ. Hừ, ta mới không tin ngươi dạng này chuyện ma quỷ, thế gian có ngươi cái này chết quả đen tìm không thấy đồ vật sao. Chẳng qua là ngươi không có dụng tâm đi tìm mà thôi. Tinh kê hừ lạnh một tiếng, nói lý thất già cười lắc đầu nói chuyện quá khứ không nói cũng thế chúng ta đàm tiên tinh a à, lần này ta cần số lượng nhất định tiên tinh năm miếng chỉ có năm miếng tinh kê nói theo như trước đây mọi người chúng ta thương lượng tiêu chuẩn liền xem như tiên đế cường hành yêu cầu cũng chính là năm miếng có cho hay không cũng còn phải xem tình huống ngươi lần trước mới đến đã muốn tiên tinh lần này ngươi lại đây muốn chúng ta cũng chỉ có thể cho ngươi năm miếng Đối với tinh kê tiên quán tới nói, cho dù tiên đế đến yêu cầu tinh kê tiên tinh, bọn hắn cũng không nhất định sẽ cho, đương nhiên, nếu như sẽ cho, bọn hắn cũng có một cái tiêu chuẩn. Năm miếng, muốn đuổi ta. Đó là không làm được, hơn nữa, một thế này ta là muốn làm một vố lớn. Của ta tuyệt thế đại trận cần tinh kê tiên quán tiên tinh đến chèo chống. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tinh kê chậm chậm vào Lý Thất Dạ trong chốc lát, Cuối cùng chậm rãi nói, tốt, chết quả đen. Ngươi cho một con số, chúng ta có thể thương lượng một chút. Nhưng là, ngươi có thể tuyệt đối đừng chặt đẹp, chúng ta cũng không có bao nhiêu tiên tinh rồi. Không nhiều lắm, ta chỉ cần một trăm miếng, một trăm miếng vậy là đủ rồi. Lý thất dạ chậm rãi nói. Một trăm miếng, Lý thất dạ lời vừa nói ra về sau, Tinh kê hét lên một tiếng, thanh âm của nó kéo đến vừa dài vừa nhọn, thập phần chói tai. Tinh Kê không khỏi nhảy dựng lên, nó nhảy đến đã cao lại càng cao, giống như là bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ đồng dạng. Một hồi lâu, thét lên tinh Kê thở ra hơi, nó lạnh giọng nói, "Quả đen, cái này trò đùa không có chút nào buồn cười, ngươi đổi lại một cái." "Ta cũng không có nói đùa. Ta nói chính là sự thật." Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tinh Kê chầm chậm vào Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng, nó từ Lý Thất Dạ trong thần thái nhìn ra Lý thất giả cái này xác thực không phải đang nói đùa. Một trăm miếng, tuyệt đối không có khả năng. Tinh kê một tiếng cự tuyệt lý thất giả yêu cầu, lạnh giọng nói, chúng ta cho người tối đa là mười lăm miếng, chỉ có mười lăm miếng. Một trăm miếng, ta phải muốn một trăm miếng. Lý thất giả lạnh nhạt nói. Hai mươi miếng, không thể nhiều hơn nữa, âm nha, đây là cực hạn, đây là hướng về phía mặt mũi của ngươi, nếu không, cho dù cái khác cường đại hơn nửa tiên đế đến muốn đều khó có khả năng cho ra con số này tinh kê lạnh lùng nói thái độ của hắn thập phần kiên định không có một trăm miếng ta sẽ không đi lý thất dạ nhẹ nhàng mà lắc đầu cũng là thái độ thập phần kiên định âm nha người cái này cũng không nên được một tất lại muốn tiến một thước tinh kê lạnh lùng nói cái này trăm ngàn vạn năm đến nay chúng ta hợp tác coi như là vui sướng cho nên Ngươi mỗi lần tới mượn tiên tinh, chúng ta coi như là xin gì được nấy, vậy cũng là giữa chúng ta mỗi bên đều có chỗ cần. Nhưng là, một trăm miếng, đó là không có khả năng sự tình, yêu cầu này thật quá mức. Ngươi đã không phải là cướp bóc chúng ta, mà là muốn chúng ta mạng già. Tinh kê, trong thiên địa mọi sự, muốn giấu giếm qua được cặp mắt của ta, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta đây liền tới tính toán một chút a, à, cổ lão thời đại thì không cần nói, các ngươi cũng vừa tránh được đến, nhập không đủ suất, ta cũng có thể lý giải đấy. Nhưng là, về sau mà các ngươi lại là có tồn dư, đặc biệt là chư đế thời đại, đây chính là thiên hạ thái bình, các ngươi thu nhập cũng tương đối khá, công lao này vậy hẳn là là quy công cho ta. Chúng ta đây tính một chút. Lý Thất Dạ chầm chậm vào tinh kê nói, các ngươi tinh kê tiên quán chỗ sản xuất tiên tinh. Một thời đại, ít thì có 10 miếng, nhiều thì có 20 miếng khoảng chừng mà một thời đại, bỏ các ngươi một tổ tinh kê con tiêu hao, tại một thời đại, các ngươi ít nhất có thể tích trữ 8 miếng, đây là bảo thủ nhất số liệu, đương nhiên, lại thêm bình thường ta đến mượn một ít như là loại này đấy, bảo thủ nhất cách tính, các ngươi một thời đại tồn đến 5 miếng tiên tinh, đây tuyệt đối là không thành vấn đề đấy. Thêm thêm giảm giảm, tính toán tới lui, ta một mực tính toán nhiều cái thời đại, cẩn thận so sánh một lúc sau, ta phải ra một cái kết luận, các ngươi có tồn kho ước chừng là 200 miếng khoảng chừng, đương nhiên, nếu như các ngươi vận khí tốt, bội thu mùa tương đối nhiều mà nói, như vậy các ngươi tự có được 300 miếng dạng này tồn kho. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói, cho dù cho các ngươi 200 miếng tồn kho, ta chỉ cần 100 miếng tồn kho, cái này cũng chưa tính là quá mức, ta cũng là cho các ngươi lưu lại đường lui. Chương 1618, uy hiếp. Nghe Lý Thất Dạ tính toán, Tinh Kê không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng chầm chầm vào Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu về sau, Tinh Kê rồi mới lên tiếng, âm nha, cho dù ngươi nói đúng, cho dù chúng ta có 200 miếng tồn kho, vậy thì sao? Đây là chúng ta một tổ ăn mặc tiết kiệm chỗ tích trữ tới tiên tinh, cái này đến cái khác thời đại tới, tự chúng ta đều không nở phung phí, tiết kiệm một chút là một điểm, chúng ta tích trữ 200 miếng tồn kho, đó cũng là chúng ta vất vả đoạt được. Nói đến đây, tinh kê trịnh trọng nói, cái này 200 miếng tồn kho, chính là chúng ta sinh mạng. Là chúng ta một tổ còn sống đi xuống một điểm cuối cùng dựa vào. Nếu như nói, chúng ta một chút như vậy của quý ngươi cũng muốn cướp đi một nửa, vậy chúng ta là tuyệt đối không đồng ý đấy, chúng ta tuyệt đối là sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nói đến đây, Tinh Kê cũng là thái độ trở nên cường ngạnh, không muốn cho Lý Thất Dạ 100 miếng tiên tinh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói Ta biết các ngươi tích trữ một chút như vậy tiên tinh cũng không dễ dàng, nhưng là ta cũng không dễ dàng, cho nên tất cả mọi người không dễ dàng, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, ta muốn 100 miếng. Âm nha! Chúng ta tối đa chỉ có thể cho ngươi 20 miếng, đây đã là cực hạn của chúng ta. Tinh Kê cường ngạnh nói Nếu như ngươi không muốn làm, cái kia tốt cùng lắm thì mọi người nhất phách lưỡng tán ta biết âm nha ngươi thật là khó lường ai cũng chọc giận ngươi không nổi nhưng ngươi làm được quá mức chúng ta cũng chỉ có đến cá chết lưới rách tinh kê lạnh giọng nói đơn đã độc đấu chúng ta là đánh không lại ngươi nhưng không nên quên chúng ta là một tổ nếu như ngươi muốn cưỡng ép tới cho dù chúng ta liều mạng hao hết tất cả tồn kho chúng ta cũng giống vậy cùng với ngươi đánh nhau chết sống mặc dù nói chúng ta là giết không chết ngươi nhưng là âm nha chỉ cần chúng ta buông tay đánh cuộc ngươi cũng là không thắng được chúng ta đấy ngươi càng ngày càng tham lam mà nói chúng ta chỉ có đến cá chết lưới rách dùng nhắc lại chúng ta tinh kê tiên quán thái độ mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào ta và ngươi đều phải dựa theo trước đây ước định tới nếu không tất cả mọi người đừng muốn chơi tiếp nói xong lời cuối cùng tinh kê đã là thập phần sụt sôi thập phần phẫn nộ các ngươi có thể buông tay đánh cược một lần lý thất giả dạ lạnh nhạt nói bất quá lần này ta tới nơi này không có ý định thương lượng với các ngươi ta phải muốn một trăm miếng tinh kê tiên tinh cho dù các ngươi không cho vậy cũng phải cho nếu không vậy hãy để cho ta buông tay đem các ngươi ổ gà đạp phá ta lấy đi tất cả tiên tinh tinh kê thái độ kiên định mà lý thất giả dạ thái độ cũng là thập phần kiên định âm nha, ý của ngươi là muốn theo chúng ta tinh kê tiên quán khai chiến. Tinh kê không khỏi nhìn hầm hầm lý thất dạ. Có phải hay không khai chiến, cái này thái độ quyết định bởi các ngươi. Lý thất dạ chậm rãi nói, tóm lại, một thế này các ngươi phải trả giá thật nhiều, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ta coi như là cho các ngươi tinh kê tiên quán đã mang đến yên lặng. Hiện tại các ngươi muốn tiếp tục yên lặng, cái kia phải trả tiền, đây là nhất định. Âm nha, không nên quên chúng ta tin kê tiên quán vẫn luôn tại trả tiền ngươi cũng một mực hướng chúng ta mượn tiên tinh nhưng là lần này ngươi quá mức chặt đẹp rồi tinh kê lạnh giọng nói một thế này không đồng dạng vì lẽ đó nên trả giá các ngươi phải trả giá lý thất dạ bình thản nói một thế này tất nhiên là của ta một lần tổng tiến công thành cũng lần này bại cũng lần này nhưng ở cuối cùng trước khi quyết chiến ta phải bình định một ít một mực tìm ta phiền toái chư đế chúng thần. Cho nên ta cần tài nguyên, đã có tài nguyên dẹp yên hết thảy chướng ngại vật về sau, ta mới có thể toàn tâm toàn ý tối chung cực một trận chiến. Đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Tinh kê lạnh giọng nói. Không có quan hệ gì với các ngươi. Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, nói, tinh kê. Các ngươi yên lặng là ai cho? Một thế này, Ta nếu là trận chiến cuối cùng. Mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế nào, lúc này mới sẽ để cho các ngươi có thế thở một hơi. Nếu là ta thắng, vậy cũng không cần nói, các ngươi một tổ tựu không cần trốn ở địa phương quỷ quái này vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời rồi. Cho nên các ngươi muốn quang minh. Muốn không bị lão Tặc Thiên trọn đời chăm chăm vào, có phải hay không các ngươi có lẽ trả giá thật nhiều? Có phải hay không có lẽ tài trợ ta? Cho nên nói ta hướng các ngươi muốn một trăm miếng tiên tinh, cái kia đã là thập phần nhân từ, đây đã là nể tình chúng ta cho tới nay đều hợp tác vui vẻ phân thượng, bằng không mà nói, ta mở miệng tự là hai trăm miếng tiên tinh. Lý thất già dạ lạnh lùng nói. Đối với lý thất dạ dạng này lời nói, tinh kê trầm mặt một chút, cuối cùng, nó yên nguyên lắc đầu, thái độ kiên định nói, âm nha, ngươi muốn tổng quyết chiến, chúng ta rất vui mừng, cũng hy vọng ngươi có thế thành công. Nhưng là, Đối với chuyện này, chúng ta không giúp được ngươi. Ai cũng không biết cuộc chiến tranh này sẽ như thế nào xong việc, lời nói ích kỷ mà nói, thật sự đến hắc ám vô biên thời gian tiến đến, chúng ta còn cần điểm ấy khẩu phần lương thực sống qua cái này tháng năm dài đằng đẵng. Cái này điểm điểm tồn kho là của chúng ta sinh mạng, nếu như ngươi thật sự cần, chúng ta chỉ có thể cho ngươi 20 miếng, lại nhiều đều không được, chúng ta chỉ có thể nói là không được. Nói đến đây, tinh kê thái độ đã là thập phần kiên định không tiếp tục chỗ thương lượng rồi lý thất giả cười cười lắc đầu nói ta nói rồi ta lần này đến không phải cùng các ngươi thương lượng ta phải muốn cho cùng không cho đều không phải do các ngươi các ngươi phải xuất ra một trăm miếng tiên tinh đến tinh kê thái độ cường ngạnh mà lý thất giả thái độ thì là càng thêm cứng rắn âm nha nói như vậy ngươi là muốn cùng chúng ta chơi liều đến cùng ngươi đây là hướng chúng ta tuyên chiến tinh kê lạnh lùng nói ngươi phải nghĩ lại rồi chúng ta tin kê tiên quán cũng không phải là địch nhân của ngươi nếu như ngươi đem chiến hỏa thiêu đốt đến chúng ta nơi này chỉ sợ cái này sẽ là ngươi trong cả đời sai lầm lớn nhất quyết sách ta không phủ nhận các ngươi tin kê tiên quán đích thật là rất cường đại rất cường đại với tư cách lục đại cổ tiên cựu thổ một trong tiên đế cũng công không được các ngươi mảnh này tiên quán bằng không các ngươi cái này tiên quán cũng sớm đã bị người đoạt nhưng là tiên đế không làm thành sự tình cũng không đại biểu ta không làm thành, vậy chỉ bất quá là ta có nguyện ý hay không làm mà thôi, có đáng giá hay không cho ta làm mà thôi. Giống như lời ngươi nói như vậy, chúng ta một mực hợp tác vui vẻ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem tin kê, tiếp tục nói, chính là bởi vì đã có cho tới nay vui sướng hợp tác. Lần này, ta mới với các ngươi chào hỏi một tiếng, cho nên mới phải chân thành với các ngươi đàm chuyện này, bằng không mà nói, ta đã sớm xu binh đến đây, không trên một tiếng đem các ngươi một mạch đánh phá âm nha ngươi đây cũng quá coi thường chúng ta tinh kê tiên quán đi à nha không phủ nhận ngươi thủ đoạn rất nhiều binh mã khắp thiên hạ nhưng cái này không có nghĩa là ngươi liền có thể bắt được chúng ta tinh kê tiên quán tinh kê lạnh giọng nói không ta hôm nay đến không có ý định mang binh đến đánh các ngươi tinh kê tiên quán ta chỉ là muốn cho các ngươi nhìn một vật chờ ngươi xem vật như vậy về sau rồi quyết định có phải hay không nên cho ta một trăm miếng tinh kê tiên tinh lý thất dạ nở nụ cười nói tinh kê hai mắt mãnh liệt chậm rãi nói đồ vật gì một cái rất cổ lão rất cổ lão đồ vật So thế gian bất luận cái gì đều cổ lão đồ vật một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật lý thất dạ lộ ra nồng đậm tiếu dung nói chuyện hắn lấy ra tinh trụ đây là đã từng trong nháy mắt trấn áp khổng tước minh vương tinh trụ Tinh kê vừa nhìn cái này tinh trụ thời điểm, lần đầu tiên, nó không có nhiều để ý, khi nó xem lần thứ hai thời điểm, nó tự như là thấy quỷ. Sắc mặt trắng bệt, thần thái kinh hãi, trong nháy mắt liền lùi lại mấy bước, trên người nó đã thừa không nhiều lắm lông gà đều bị dọa đến thoáng cái dựng lên, thưa thất lông gà thoáng cái cao cao nhô lên. Tinh kê lần này thật là bị dọa, trong khoảng thời gian ngắn nó đều có chút choáng váng mà nhìn xem tinh trụ muốn biết tinh kê nó dạng này cấp bậc, đó là có thể cùng tiên đế đối thoại tồn tại, nhưng là, quản chi nó loại này có thể cùng tiên đế hòa bình đối thoại tồn tại, lần này đều bị dọa đến nhút nhát. Trên thực tế, đừng nói là tinh kê, cho dù tiên đế biết rõ cái này tinh trụ lai lịch mà nói. Cái kia đồng dạng sẽ bị dọa đến nhút nhát, thứ này quá kinh khủng, nó chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh kê nhìn chầm chầm tinh trụ, mặc dù không có người gặp qua cái này đồ vật, nhưng là, tinh trụ bên trong ẩn chứa lực lượng là tuyệt đối chân thật đấy, điểm này là không cách nào gạt được bọn chúng loại cấp bậc này tồn tại, liền xem như có người muốn làm giả, nhưng là, loại lực lượng này thì không cách nào tạo nên. Điều đó không có khả năng, bị dọa đến lông gà đều dựng lên tinh kê chầm chầm vào tinh trụ rất lâu sau đó, cuối cùng bất khả tư nghị nói, thứ này tuyệt đối là không có khả năng tồn tại ở thế gian thế gian không có khả năng có loại vật này nó tự bậy ở trước mặt ngươi lý thất dạ nhàn nhã nói trong lòng ngươi cũng hết sức rõ ràng tuy nhiên các ngươi chưa thấy qua thứ này nhưng ở trong nội tâm đã sớm thừa nhận sự hiện hữu của nó cho dù thế gian thật tồn tại thứ này nhưng cũng không thể bị tìm được cái này đến cái khác kỷ nguyên đến nay lại không chỉ là ngươi mới tìm đi tìm đã từng có càng cổ lão tồn tại sao chư thần chúng đế tồn tại càng mạnh mẽ hơn tại dài dòng buồn chán kỷ nguyên bên trong đều tìm kiếm qua nó. Tinh kê thì thào nói. Trên thực tế, các ngươi lão đầu tử cũng từng tìm kiếm qua. Đáng tiếc, không tìm được. Lý thất dạ nhàn nhã nói. Bất quá, ta là người như thế nào? Không nên quên, tinh kê, ta thế nhưng mà từ không ít người trên người ép đến người khác chỗ ép không đến tin tức, nói thí dụ như, như các ngươi dạng này một tổ tinh kê, còn có sống sót lão già, ta từ trên thân các ngươi, từ trên người bọn họ, ép đến bao nhiêu không tầm thường manh mối đây. Lý thất giả nhàn nhã nói, những này tin tức manh mối không phải là các ngươi có thể ép đến, coi ta đem tất cả manh mối chấp vá lại sau khi, trải qua cái này đến cái khác thời đại trù tính về sau, cuối cùng đem nó nắm bắt tới tay rồi. Nói đến đây, Lý thất giả trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, vì cái này chung cực đồ vật, hắn nào chỉ là hao tốn vô số tâm huyết, càng là trả giá nặng nề. Cho dù ngươi có thể tìm tới nó, vậy cũng không có khả năng đem nó niêm phong cất vào kho về sau, đem nó mang đi, đây là chuyện không thể nào. Thứ này giết chết chư thần chúng đế, đây không phải là việc khó gì, ngươi không có khả năng đem nó mang đi ra. Tinh kê cũng không phải thập phần tin tưởng, thì thào nói. Chương 1619, Tinh kê tiên quán thỏa hiệp lý thất dạ lạnh nhạt nói người khác không thể không có nghĩa là ta không thể không nên quên ta là âm nha ta là lý thất dạ cho nên nó ngay tại trong tay của ta chỉ đơn giản như vậy tinh kê trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trong trầm mặc thật lâu tuy nhiên nó không muốn tin tưởng nhưng là sự thật lại bày ở trước mắt nó muốn không đi tin tưởng đều thập phần khó khăn qua một hồi lâu tinh kê mới hồi phục tinh thần lại nói âm nha ngươi cũng có thể biết rõ thứ này thế gian chỉ có một kiện nếu như nó không còn thế gian không còn có cái gì nữa ta biết cho dù dùng nó tới giết chư thần chúng đế đều là thập phần lãng phí chỉ có trận chiến cuối cùng mới đáng giá dùng nó đương nhiên không đến vạn bất đắc dĩ ta cũng sẽ không dùng nó lý thất dạ lạnh nhạt nói ta đem nó lấy ra ta chỉ là nói cho tinh kê ngươi một tin tức ta chỉ là cho các ngươi tinh kê tiên quán truyền lại một cái tín hiệu nếu ta âm nha có thể đem cái này đồ vật chiếm được ngươi cảm thấy thế gian còn có cái gì là ta âm nha không lấy được tới tay hay sao lý thất già chậm rãi nói ngươi cho rằng ta chỉ là phô trương thanh thế sao ngươi cho rằng ta cũng sẽ chỉ có như vậy chút thủ đoạn ngươi cho rằng ta chỉ biết mang tiên đế đến đánh trận a à? thẳng thắn nói hiện tại liền không có tiên đế tại sau lưng cho ta nâng đỡ nếu như ta thật sự quyết tâm muốn sang bằng các ngươi tinh kê tiên quán xin tin tưởng ta mặc kệ hao tổn bao nhiêu tài nguyên, ta đều sẽ đem các ngươi tinh kê tiên quán sang bằng. Ta âm nhà quyết tâm đi làm sự tình, không có làm không được, ta ngay cả thế giới phần cuối đều sống qua, ngươi cảm thấy ta còn sợ qua người nào. Đối với ta mà nói, bất kể là đến cỡ nào tồn tại cường đại, chỉ cần ta nguyện ý, ta đều sẽ đem bọn hắn tiêu diệt, chẳng qua là đánh đổi lớn nhỏ mà thôi. Lý thất giả nói ra cái này lời nói về sau. Tinh kê trầm mặt, nó không muốn lên tiếng, Âm Nha hoàn toàn chính xác không phải hư danh nói chơi hạng người, hắn đích xác là nói được làm được người, hắn quyết định đi làm, vậy tuyệt đối sẽ thành công, đây cũng là vì cái gì, cho tới nay rất nhiều người đều sợ hắn nguyên nhân. Tại những cái kia lão bất tử trong mắt, Âm Nha tự là vĩnh viễn đánh không bại tiểu Cường, cho dù hắn hiện tại thất bại, bị người đánh tan, nhưng một ngày nào đó, hắn sẽ ngóc đầu trở lại, sẽ đem địch nhân càng quét đến không còn một mảnh cái này là âm nha địa phương đáng sợ nhất, đạo tâm của hắn không thể kích phá. Hắn có thể chịu được hết thảy thất bại, thất bại về sau, hắn yên nguyên có thể làm lại từ đầu. Lý thất giả lúc này nhìn xem tinh kê, từ từ nói, cho nên hiện tại mời ngươi nhìn rõ ràng, nhìn cẩn thận một điểm, xem ta trong tay cái này chung cực đồ vật, ngươi cảm thấy cái này có đáng giá hay không đến một trăm miếng tiên tinh đây. Ngươi đây coi như là đe dọa sao? Tinh kê có chút bất đắc dĩ, nhìn xem lý thất giả dạ nói ngươi có thể cho rằng như vậy các ngươi cũng có thể cho rằng như vậy lý thất giả dạ lạnh nhạt nói đương nhiên nếu như các ngươi cảm thấy ta vẫn là một người bạn hoặc là nói vẫn là một cái hợp tác đồng bọn như vậy cái này không gọi đe dọa cái này gọi là đầu tư một số thập phần đáng giá đầu tư lý thất giả dạ lộ ra tiếu dung nói bất kể nói thế nào của ta trận chiến cuối cùng đều sẽ cho các ngươi những này tinh kê thắng đến khó được thời cơ, đối với các ngươi tới nói, cái này có thể cho các ngươi thở một hơi. Hừ, nếu như ngươi chiến bại, vậy thì ý nghĩa bóng tối bao trùm lấy hết thảy. Hoặc là, thế gian hết thảy không còn tồn tại. Tinh kê không khỏi hừ một tiếng nói. Vậy thì sao? Lý thất già dạ chỉ là nở nụ cười, nói, từ khi các ngươi trốn ở chỗ này về sau, cũng đã chưa thấy qua mặt trời lại một lần nữa hắc ám lại có thể bắt các ngươi như thế nào đây? Tối đa cũng tự thời gian khổ một điểm mà thôi. Đường hắc ám đi qua về sau, còn nhiều chuyện làm, các ngươi sẽ thở một hơi, nói không chừng các ngươi tiên quán sẽ nên đón mùa thu hoạch lớn. Hơn nữa, các ngươi có lẽ vì ta cầu nguyện, cầu nguyện ta chiến thắng, nếu như ta thắng, như vậy, các ngươi tự nên đón ánh rạng đông, các ngươi có thể lại thấy ánh mặt trời rồi, đây là cỡ nào tốt sự tình lý thất dạ vừa cười vừa nói trời mới biết cho tới nay đều không có người thành công qua tinh kê đành phải nói từng cái kỷ nguyên bao nhiêu người trải qua chuyện như vậy nhưng là kết quả cuối cùng như thế nào kết cục thảm không cần ta đi nhiều lời vậy ngươi tự đợi đến là được ta tin tưởng ngươi có thể sống được đến ngày đó đấy lý thất dạ tùy ý nói ngươi là có thể chứng kiến ta là chết hay là còn sống chúc mừng ngươi Ngươi nói không chừng có thể chứng kiến một cái cho tới nay đều không có kỳ tích. Tinh kê đã trầm mặt rất lâu, cuối cùng thật sâu hít thở một cái, ngẩng đầu lên, nhìn xem lý thất dạ, chăm chú mà trịnh trọng nói, âm nha, một trăm miếng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chuyện này cũng không phải ta một người có thể làm chủ đấy. Ta phải cùng mọi người thương lượng. Ta tin tưởng ngươi là có thể thuyết phục bọn chúng, lời của ngươi vẫn luôn là như vậy có sức thuyết phục, không phải sao? Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi không phải cũng là một mực thuyết phục bọn hắn đầu tư ta sao? Mỗi lần ta đến mượn tiên tinh thời điểm, đều không phải cũng là rất thuận lợi sao? Ta tin tưởng, lần này cũng là không thành vấn đề đấy, ta chờ người tin tức tốt. Tinh kê hừ một tiếng, không muốn nói, xoay người rời đi, biến mất tại sâu không thấy đấy trong hát động. Trên thực tế, giống như lý thất giả nói như vậy. Bọn chúng không có lựa chọn khác, hoặc là cho lý thất dạ một trăm miếng tiên tinh, hoặc là khai chiến. Trước kia, bọn hắn có lẽ còn có chút ít lực lượng cùng âm nha khai chiến, cho dù bọn hắn đánh không bại âm nha, nhưng là, bọn chúng cũng có tự tin có thể bảo vệ tiên quán. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng, đương âm nha xuất ra cái này chung cực đồ vật thời điểm, tinh kê tự minh bạch, quyền chủ động nắm giữ ở âm nha trong tay, mà không phải trong tay của bọn nó. Giống như âm nha nói như vậy, Liên dạng này chung cực đồ vật hắn đều có thể đạt được, thế gian còn có cái gì đồ vật hắn là không có được. Hiện tại, cho dù một mực cùng âm nha làm giao dịch bọn chúng, đều không thể phỏng đoán âm nha, căn bản là không có cách tưởng tượng âm nha nắm trong tay như thế nào tài nguyên, có được lấy như thế nào thủ đoạn. Thời gian một khắc một khắc trôi qua, sau không thấy đáy lỗ đen là hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động, tự hồ bên trong là hoàn toàn tĩnh mịch đồng dạng. Lý thất Dạ cũng không nóng nảy, hắn lặng lặng yên chờ, hắn lộ ra rất có kiên nhẫn. Trên thực tế, hắn cũng là lòng tin mười phần, lực lượng mười phần, bằng không, hắn tự cũng không tới nơi này, hắn tự cũng không mới mở miệng chính là muốn một trăm miếng tiên tinh. Qua rất lâu sau đó, tinh kê rốt cục xuất hiện tại lý thất dạ trong tầm mắt, lúc này, tinh kê trên nách kẹp lấy một cái cổ lão vô cùng rương hầm. Đi ra về sau, đứng tại cửa động, Tinh kê nhìn Lý Thất Dạ liếc mắt một cái, nói, quả đen, ngươi thắng, chúng ta đồng ý cho ngươi một trăm miếng tiên tinh. Tin tức như vậy, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, hắn lộ ra tiếu dung, nói, ngươi cho tới nay đều là như vậy ghê gớm, chấp trưởng đại cục, thấy rõ đại thế, các ngươi một tổ không có mấy người có thể so sánh ngươi ưu tú hơn rồi. Hừ, âm nha, thiếu cho ta lời tân bốc, lần này là ngoại lệ. Duy nhất có một lần ngoại lệ, lần này ngươi lấy đến tiên tinh về sau, chúng ta đây hy vọng ngươi là trước 10 cái thời đại cũng đừng có tái xuất hiện tại chúng ta nơi này. Tinh kê bất mãn hết sức nói. Mặc dù nói, bị lý thất dạ hung hăng gõ một khoảng, bọn chúng tinh kê tiên quán là bất mãn hết sức, nhưng là, bọn chúng cuối cùng vẫn làm ra nhượng bộ, vẫn là nhất trí thông qua, đem 100 miếng tiên tinh cho lý thất dạ Nói như vậy, các ngươi vẫn là tiếp tục suy nghĩ cùng ta hợp tác rồi năm đó ước định vẫn là hữu hiệu rồi lý thất dạ vừa cười vừa nói không nên quên ngươi trước đây mượn tiên tinh còn không có trả qua một lần tinh kê sụ mặt lạnh lùng nói tinh kê lời nói như vậy không thể nghi ngờ là thừa nhận lý thất dạ lời nói tinh kê tiên quán vẫn là lựa chọn cùng lý thất dạ tiếp tục hợp tác tuân theo trước đây ước định tuy nhiên bọn chúng tinh kê tiên quán lần này bị lý thất dạ hung hăng gõ một khoản nhưng bọn chúng vẫn là lựa chọn hợp tác. Ta chưa quên. Lý thất giả cũng cười nói, cũng không nên quên rồi, các ngươi có thế một mực hưởng thụ an bình, cũng là ta cho. Ta thiếu nợ các ngươi tiên tinh, mà, các ngươi cũng không có đem cái này an bình trả lại cho ta, mọi người cứ như vậy một mực thiếu đi thôi. Tinh kê trầm mặt không tiếp lời rồi. Đây cũng là bọn chúng lựa chọn cùng âm nha tiếp tục hợp tác nguyên nhân, bởi vì dạng này an bình, là người khác không cho được đấy, liền xem như tiên đế, cũng giống vậy không cho được, nhưng là, âm nha có thể cho được. Điểm này, cũng chỉ có âm nha có thể làm được đến, người khác bất kể là cường đại cỡ nào, đều là không cách nào làm được. Hiện tại cái này tiên tinh tự là thuộc về ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể giống như trước đây quét ngang hết thảy địch nhân. Tinh kê trầm mặt một chút về sau, cuối cùng nó đem cổ lão rương hồng chậm rãi đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thò tay tiếp đi cái rương này nhưng là không có tới tay, tinh kê đột nhiên lại rụt trở về, nó chầm chầm vào lý thất dạ không nói lời nào. Như thế nào? Lý thất dạ cũng không nóng nảy, nhìn xem tinh kê, nói, ta tin tưởng các ngươi là sẽ không hối hận. Chết quả đen, ngươi thế nhưng mà đáp ứng ta đấy. Tinh kê chầm chầm vào lý thất dạ một hồi lâu, chậm rãi nói, năm đó ngươi thế nhưng mà đáp ứng ta muốn đem mấy tên kia tìm được đấy. Ngươi nhưng vẫn không có thực hiện qua cái này nghĩa vụ lý thất dạ chầm chầm vào tinh kê không vội mà nói chuyện qua một hồi lâu về sau hắn lộ ra tiếu dung chậm rãi nói gà rừng ngươi muốn nghe như thế nào tin tức đây lần này đến phiên tinh kê đã trầm mặt, nó há miệng muốn nói nhưng lại không nói ra miệng ngươi không muốn nói ra miệng ta đây giúp ngươi tới nói a à? lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói gà rừng ngươi như thế nào tồn tại ngươi cả ngày thủ tại chỗ này ta tự làm một cái giả dụ như thế nào đây? Liền xem như lão hổ đều có ngủ gật thời điểm, nhưng, gà rừng, ngươi con cọp này lại ngủ gật, mấy tên này thật có thể từ bên cạnh ngươi chạy đi sao? Ta cũng không cho rằng như vậy. Tinh kê trầm mặt, cuối cùng, nó lạnh lùng nói, ta chỉ muốn nghe xem một ít tin tức. Cứ như vậy, chết quả đen, đây là ngươi năm đó đáp ứng rồi sự tình. Được rồi, đã ngươi muốn biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết hai cái tin tức. Lý thất giả lạnh nhạt nói, một, bọn chúng làm cải biến, liền xem như lão tạc thiên có mắt, cũng sẽ không liên lụy đến nơi này, hai, ta chỉ có thể nói, bọn chúng còn sống, cứ như vậy. Tinh kê trầm mặt một hồi về sau, nó cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không muốn nói cái gì nữa.